chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện toàn chức cao thủ của tác giả hồ điệp lam bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube thích nghe truyện 247 trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn chương 340, đại thần cùng bùng nổ, loạn xạ, đây là kỹ năng cuồng bạo khi máu đỏ của boss huyết xạ thủ á cắt thuộc bản đồ mai cốt chi địa. Còn trong hệ thống kỹ năng của người chơi, đấy là đại chiêu có thương tổn cao cấp 60 của thiện xạ. Loạn xạ xuất phát từ tay nhất súng xuyên mây cấp 70 nổi danh súng vương, tính mỗi thương tổn thôi cũng đã mạnh hơn boss của bản đồ cấp thấp mai cốt chi địa. Mà nhờ thao tác, loạn xạ của Chu Trạch Khải còn mạnh hơn cú bắn loạn của boss khi máu đỏ. Huyết xạ thủ mới thật sự là loạn xạ, mà nhất súng xuyên mây lại là loạn có trật tự. Trong tình huống tốc độ cao mà bắn loạn được chính xác từng phát đã khó, đáng sợ hơn là cậu ta còn có thể nhảy lên hoàn thành thao tác áp súng, đây đích thật là một màn trình diễn hàng đầu. Sân nhà luân hồi vốn chứa đầy fan hâm mộ chu trạch khải, nay lại xuất hiện màn biểu diễn kinh người thế này, ngay lập tức giấy lên trận kích động lớn nhất trong suốt 3 ngày tại nhà thi đấu. Tiếng vỗ tay, tiếng la hét lấn át tất cả những âm thanh đang quay chụp. Bên trường quay hay bên phát sóng đều vui như mở cờ, Thứ họ hy vọng nhìn thấy chính là sự nhiệt tình này của khán giả. Tuy Chu Trạch Khải khá kém cỏi trong mặt giao lưu hay phỏng vấn, nhưng mỗi khi trình diễn trên sân khấu vinh quang, cậu ta sẽ thể hiện đầy kích thích không thua kém bất kỳ tuyển thủ chuyên nghiệp nào. Kỹ năng loạn xạ chấm dứt, bốn người đội hai đã bị dồn ép khá xa, quỷ khắc của Ngô Vũ Sách bị tiến bay suốt một đường, ba người khác không hề có cơ hội tiếp viện, họ còn đang bị loạn xạ áp chế. Loạn xạ ngừng, công kích của nhất súng xuyên mây vẫn chưa ngừng chạy nhanh đuổi theo quỷ khắc tiếp tục tấn công. Ba người bị ép lùi rốt cuộc thoát thân, sống đơn độc của đặng phục thăng vươn ngang khiên lao tới, định bụng ngăn cản nhất súng xuyên mây nã súng. Không ngờ chỉ thấy Chu Trạch Khải đang chạy bắn bất chợt trượt lê, đốn về phía sống đơn độc của đặng phục thăng. Đặng phục thăng gấp gáp điều khiển sống đơn độc nhảy sang cạnh, nhất súng xuyên mây đang lướt qua người hắn đột nhiên dừng lại, đứng phát dậy nghiêng nửa người dùng lên gối. Một kích quá đột ngột, nhưng đặng phục thăng phản công không hề chậm, cầm khiên chống đỡ rồi lùi về sau hắn không dám ỉ vào khiên mà liều chết chống đỡ, hắn biết rõ hệ xạ thủ có kỹ năng thông dụng là đạp bắn, một kỹ năng bắt lấy buộc đối thủ phải ngã xuống đất, dẫu có dùng lá chắn phản cũng không ngăn được hiệu quả của những kỹ năng loại ấy. Đặng Phục Thăng suy đoán nếu mình nâng khiên quá gần, đối phương chắc chắn sẽ dùng đạp bắn, đến lúc đó mình còn phải lùi tránh, không bằng hiện tại lui về, có cơ hội mà phản kích thẳng. Đặng Phục Thăng thấy một kích vừa đánh vào khiên, tức thì rút khiên bên tay trái về bên cạnh, kiếm thánh bên tay phải đâm một cú trừng phạt thập tự trinh ánh kiếm hiện lên, mặt đất xuất hiện một dấu khắc chữ thập, mà nhất súng xuyên mây của Chu Trạch Khải cũng đã biến mất. Đặng Phục Thăng thầm giật mình, rồi chợt thấy một bóng đen trên đất, hắn vội nâng góc nhìn, thì những vệt máu đã bắn đầy tầm mắt. Nhất súng xuyên mây của Chu Trạch Khải nhảy hình xoắn ốc qua đầu hắn, hai súng trong tay không ngừng khua múa, chẳng qua ngay lúc này, phần lớn đạn đều nghiêng hẳn về phía sống đơn độc của hắn. Loạn xạ, lại là loạn xạ, nay loạn xạ được thi triển trên không, thao tác càng thêm khó khăn, lại tựa như không ảnh hưởng gì đến Chu Trạch Khải. Thao tác loạn xạ càng khó, mục tiêu tấn công chỉ có một, từng phát vẫn đẫm máu như trước. Thời gian CD của đại chiêu loạn xạ cấp 60 không hề ngắn, nhưng tay thiện xạ có được kỹ năng kiểm soát hai lần, có tác dụng phục hồi một kỹ năng đang CD, hiển nhiên Chu Trạch Khải đang sử dụng kiểm soát hai lần, phục hồi loạn xạ đang CD. Vậy nên mới nhanh chóng sử dụng được loạn xạ lần nữa. Loạn xạ là kỹ năng diện rộng, dưới thao tác siêu mạnh của Chu Trạch Khải, nó trở thành kỹ năng tấn công một mục tiêu. Loạn xạ này bắn xong, dẫu có là nghề phòng thủ mạnh nhất vinh quang như kỵ sĩ của Đặng Phục Thăng cũng phải chịu khổ vô cùng. Mà đáng sợ hơn là, Chu Trạch Khải còn chưa ngừng tấn công. Không tiếp tục truy đuổi mục tiêu quỷ khắc ban đầu của mình, sau khi đáp xuống đất, cậu ta bắt đầu xoay quanh sống đơn độc, vừa chạy vừa bắn. Không khí đương trường sốt sinh xịch, Chu Trạch Khải thế nhưng áp đảo được Đặng Phục Thăng. Nếu trường hợp ấy xảy ra với hai tuyển thủ có cấp bậc ngôi sao, vậy không phải đặng phục thăng quá kém, mà là Chu Trạch Khải quá mạnh, mạnh đến thái quá. Trên khán đài, fan cuồng của Chu Trạch Khải thậm chí đã giờ biểu ngữ cao thủ đứng đầu vinh quang mà vẫy điên cuồng. Với màn biểu diễn đặc sắc của Chu Trạch Khải lúc này, cậu ta quả thật xứng với danh hiệu ấy. Bốn tuyển thủ đội hai gần như bị mình cậu ta làm cho rối loạn. Vương Kiệt Hy, Đặng Phục Thăng, Ngô Vô Sách, Trương Tân Kiệt đều là những nhân vật nổi danh, giờ lại như kẻ ớt ơ A. A, B, C, D nào vậy? Đội hai nóng lòng muốn xoay chuyển cục diện, vương bất lưu hành của vương kiệt hy nhanh chóng bay đuổi theo nhất súng xuyên mây, lại bị giả vũ thanh phiền của hoàng thiếu thiên khẽ đâm ngăn lại. Hai người ngay lập tức đánh đến hoa cả mắt, thoáng chốc không thể nói rõ ai hơn ai. Quỷ khắc của ngô vũ sách bị chu trạch khải tống bay bằng áp súng, giờ đang nhận được sự quan tâm từ hai nữ tuyển thủ duy nhất của ngôi sao tụ hội. Chiến thuật rèn luyện của hai cô vốn rất cao, lại còn là bạn thân hay chơi cùng nhau, lúc này phối hợp như hổ thêm cánh. Quỷ khắc của Ngô Vũ Sách là một nghề hiếm thấy trong giới chuyên nghiệp, quỷ kiếm sĩ trung hòa giữa trận quỷ và trảm quỷ, tuy khá đa tài, nhưng cũng không chịu nổi màn hai đánh một này, giờ chỉ biết liên tiếp tháo chạy. Mục sư của Trương Tân Kiệt là một nghề hỗ trợ không có chiêu tấn công mạnh mẽ nào, đang tính lên cứu giúp, lại bị Sách khắc tát nhĩ của Dụ Văn Châu ngăn cản. Không nhanh không chậm cù nhây với Trương Tân Kiệt, Trương Tân Kiệt đã hiểu rõ Chiến thuật của đội một hệt như những gì mà Hoàng Thiếu Thiên đã rêu rao trước đấy, muốn lôi kéo từng người trong họ sâu lâu. Sau khi đội hình phe mình bị phá, hai bên hình thành cục diện như vậy. Thành viên đội một đều mạnh về tấn công, một trọi một, tất nhiên đội hai sẽ chịu thiệt. Lúc này, Phùng Sơn quỷ khốc của Lý Hiên đã bỏ mình, lướt nhanh qua những người còn lại, Vương Kiệt Hy và Hoàng Thiếu Thiên đánh ngang tay, đặng phục thăng khá bị động dưới sự ngăn cản của Chu Trạch Khải. Còn Ngô Vũ Sách, nói bị động là an ủi, cậu ta lấy một trọi hai, đây hoàn toàn là ăn hành. Phải biết rằng tật xấu của tuyển thủ sở vân tú thường là chịu không nổi áp lực mà nương tay, nhưng hiện tại là trận ngôi sao tụ hội, chỉ trình diễn mà thôi, sở vân tú không chịu sức ép gì, phát huy không hề thua kém đám đại thần đứng đầu như Vương Kiệt Hy, Hoàng Thiếu Thiên hay Chu Trạch Hải. Sở vân tú tấn công chính, Tô Mộc Tranh am hiểu phối hợp với người khác, ngô vũ sách gần như không thể đánh trả. Mà thực tế, bên đội 2 vẫn còn một vị đại thần đứng đầu. Hàn Văn Thanh, đại mạc cô yên của anh vốn ngồi ở ghế dự bị sau khi phùng sơn quỷ khốc của lý hiên chết nhân vật thay thế sẽ tự động đăng nhập trên bản đồ có nhiều khu vực thay người bất kể đang chiến đấu hay không chỉ cần đứng ở đấy là có thể trao đổi hai nhân vật chẳng qua nhân vật đổi ra ngoài sẽ rơi vào trạng thái đóng băng dù có trang bị hay kỹ năng tự động hồi máu hay mana thì cũng đừng mong hồi phục trạng thái nguyên vẹn ở ghế dự bị đại mạc cô yên và hàn văn thanh đã tự động thay vào lại chậm chạp chưa tới Trương Tân Kiệt xem xét bản đồ, lập tức phát hiện nơi hai bên giao chiến là một nơi cách xa những khu vực thay người. Bất kể Hàn Văn Thanh lựa chọn chỗ nào lên sân, át cũng phải mất một khoảng thời gian để tới đây. Hiện tại, hắn và Vương Kiệt Hy không hề gặp nguy hiểm, đặng phục thăng bị áp đảo vẫn có thể chịu đựng, nhưng ngô vũ sách đang bó tay chống chọi hai người thì không chờ nổi nữa. Trong tình huống chịu trận hoàn toàn, chuyện tiêu diệt một nhân vật chỉ cần nửa phút, huống chi là hai đánh một. Thấy bên mình có bắp mà không dùng được, Trương Tân Kiệt cũng lo lắng lắm. Nhưng đối thủ dụ Văn Châu của hắn lại là kẻ có lực quan sát rất mạnh, nay không mong tạo thương tổn gì cho thạch bất chuyển của Trương Tân Kiệt mà chỉ quấn lấy, ngăn hắn cứu viện cho phe cánh trên. Mà bản lĩnh của dụ Văn Châu có thể làm được điều đấy. Tình hình cứ kéo dài như thế sẽ vô cùng bất lợi cho đội hai. Trương Tân Kiệt nhìn ra, khổ nỗi lại không thể làm gì, ba người khác cũng phát hiện, nhưng người có thể hành động ngay lúc này, chỉ có mỗi Vương Kiệt Hy. Vương Kiệt Hy và Hoàng Thiếu Thiên, không ai trên cơ ai, nay Vương Kiệt Hy thấy hàng ngũ đội mình không xong, cùng tên nói nhiều này đối chiến quả thực lãng phí thời gian. Xoay trổi, Vương Kiệt Hy cưỡi trổi bay đi, không định cứu quỷ khắc của ngô vũ sách đang nguy cấp, mà nhằm về phía Trương Tân Kiệt không tìm thấy cơ hội cứu giúp đội mình. Phán đoán ấy khiến Trương Tân Kiệt vừa lòng, Vương bất lưu hành bay tới vứt một bình dung nham xuống, biển lửa làm sách khắc tát nhĩ của dụ Văn Châu không thể không lui lại. Vương bất lưu hành vừa đuổi theo vừa đánh, đấu pháp biến hóa đa dạng của ma pháp sư vương kiệt hy chính là khắc tinh của dụ văn châu dụ văn châu có thể hiểu rõ ý định trong đấu pháp của vương kiệt hy biết nên làm gì phá giải ra sao nhưng anh ta lại không thực hiện được lúc bấy giờ dụ văn châu chỉ đành cười khổ liều mạng chạy trốn hoàng thiếu thiên biết đội trưởng nhà mình gặp phải vương kiệt hy xác định sẽ chịu thiệt lớn tức tốc đuổi theo cứu viện nào hay vương kiệt hy cũng chợt hừng hực vương bất lưu hành cưỡi trổi vun vút như hỏa tiễn trốn chạy khắp nơi không những quấy rối hai người Lam Vũ, còn vứt lung tung pháp thuật và đạo cụ ma pháp kéo cả Chu Trạch Khải, Sở Vân Tú, Tô Mộc Tranh vào. Thương tổn và uy hiếp không nhiều mấy, như màn loạn xạ của Chu Trạch Khải trước đấy, Vương Kiệt Hy đột nhiên bùng nổ, tức thì cũng quấy rối tình thế của đội 1. Đặng Phục Thăng thuận thế thoát vây sau đó đón Trương Tân Kiệt đang lao đến tập hợp. Kỵ sĩ và mục sư, một phòng thủ một trị liệu, tổ hợp như vậy muốn giết người thì không quá tiện, nhưng nếu bảo người giết mình thì đủ làm đối phương ghê sợ thật lâu. Ngô Vũ Sách chỉ còn chút hơi tàn, đột nhiên được cứu viện nên hăng hái hẳn lên, vội tìm cách thoát thân nhằm hội họp với bên mục sư của Trương Tân Kiệt. Ai ngờ Sở Vân Tú bỗng dưng kiên quyết chưa từng thấy. Vương Kiệt Hy giải quyết xong hai bên, lúc này đang tập trung tấn công làm phiền hai nữ tuyển thủ. Không ngờ Sở Vân Tú chẳng hề lùi bước, quyết chịu thương mà nổ chết quỷ khác của Ngô Vũ Sách ngay tại chỗ bằng cơ thể yếu ớt của pháp sư Nguyên Tố. Chương 341: Mãnh hổ loạn vũ, đấu pháp của Vương Kiệt Hy vừa nhanh vừa ảo đa số pháp thuật của pháp sư nguyên tố đều cần thời gian đọc chú chọc phải một đối thủ như vương kiệt hy xem như xác định pháp sư nguyên tố lỡ như bị anh bám dính muốn phản công không phải chuyện dễ dàng nhưng lúc này sở vân tú không phải một mình tô mộc tranh yểm trợ cô thấy sở vân tú liều mạng chống trả đạn pháo bắn phá hỗ trợ trở nên mãnh liệt ý đồ ép phương bất lưu hành của vương kiệt hy lùi lại sở vân tú nắm được thời cơ sát thương không ảnh hưởng đến đọc chú hoàn toàn bỏ lơ pháp thuật nối nhau thành chuỗi bay về hướng quỷ khắc của ngô vũ sách. Băng, hỏa, quang, ám là bốn thuộc tính tu luyện chủ yếu của phong thành yên vũ, có mấy skill chỉ học dùng để lấp CD, thời khắc này ném ra san cả vùng thành bình địa. Quỷ khắc của ngô vũ sách chỉ còn lớp máu mỏng, sở vân tú bất chấp nổ tung bản đồ như vậy, không khỏi thấy vô vọng. Mục sư thạch bất chuyển của Trương Tân Kiệt bên kia đang vội ứng cứu, cuối cũng vẫn chậm một nhịp, quỷ khắc của Ngô Vũ sách tạch bởi chiêu thức nào không hay, avatar quỷ khắc trong danh sách đội viên xám ngắt đi. Lúc này, song quỷ danh tiếng của Liên minh Vinh Quang đều ngã xuống. Hiện thời đội 2 chỉ còn mỗi ba người có khả năng chiến đấu, Vương Kiệt Hy, Đặng Phục Thăng, Trương Tân Kiệt. Xét nghề nghiệp 3 người, đúng là thiết tam giác kinh điển của game online. Đi PvE tất nhiên tuyệt khỏi bàn, ở PvP lại có mức độ công thủ cân đối nhất, song rơi vào cục diện bi tráng 3 chọi năm, dù là tổ hợp thần thánh cũng khó làm nên kỳ tích nhưng tuyển thủ chuyên nghiệp nào dễ buông tay. Khuyết điểm lớn nhất đội một là không có người SP, chịu sát thương bao nhiêu là phải hứng bấy nhiêu sát thương. Phong Thành Yên vũ của Sở Vân Tú vừa mới liều mạng với quỷ khắc, vốn là nhân vật có HP ít nhất đội một, Vương Kiệt Hy thấy quỷ khắc đã hy sinh, lập tức chuyển đối tượng công kích. Sở Vân Tú mới nãy ném skill tung tóe, bây giờ CD gần hết cây, HP tàn, phòng thủ nát, nếu là sâu lâu nhất định sẽ bị Vương Kiệt Hy tiến đưa trong 30 giây. Tiếc thay bên cạnh cô còn 4 đồng đội, Ý định của Vương Kiệt Hy bốn người kia làm sao không biết, lập tức lao đến cứu giá. Nhất thời Đặng Phục Thăng và Trương Tân Kiệt trở thành kẻ vô hình. Ý thức và phán đoán của Vương Kiệt Hy chấp lên trong tích tắc, thấy cả đội một che chở sở vân tú, quyết định vứt bỏ đối tượng dễ đánh chết này ngay lập tức, chuyển sang công kích mộc vũ tranh phong của Tô Mộc Tranh. Vương bất lưu hành ngồi trên trổi đánh vòng giữa không trung, lao như tên bắn về hướng mộc vũ tranh phong. Phản ứng của Tô Mộc Tranh không chậm, phát một pháo chống tăng hòng nổ rất vương bất lưu hành, không ngờ kỵ sĩ sống đơn độc của đặng phục thăng chợt vụt ra từ hướng nghiêng xéo hắn không kịp cắt ngang chiêu của tô mộc tranh nhưng lập tức nhảy lên không nâng khiên làm lửa đạn văng tung tóe ngăn giúp vương bất lưu hành chiêu này đặng phục thăng và vương kiệt hy vốn là hợp tác trong cùng chiến đội với những sơ hở phòng ngự khi chiến đấu của vương kiệt hy tự nhận hiểu biết cũng không tồi thân hình cản pháo chống tăng vừa rớt xuống vương bất lưu hành đã bay lướt qua hắn người vừa nhảy xuống trổi lập tức quét ngang tô mộc tranh nhanh thế nào cũng né không kịp bị vương bất lưu hành hất bay. Quét 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 quét, giữa không trung, trổi của vương bất lưu hành quất tới tấp, cảnh tượng trông như quét sạch cả không khí. Cây trổi trong tay vương bất lưu hành tất nhiên không phải hạng thường, đây cũng là một vũ khí bạc nước tiếng gần xa, tên càng kiêu, gọi là diệt tận bụi sao, chỉ dùng đòn thông thường đánh một vũ tranh phong nhưng lại có hiệu ứng ánh sáng như đang dùng kỹ năng. Mỗi lần trổi vung tựa như đang càn quét qua bụi sao, bụi lấp lánh là tả rơi xuống đội một làm sao cam tâm đứng nhìn đều tất tả đến cứu chu trạch khải vừa chạy vừa bắn liên hoàn lại bị đặng phục thăng ngăn hết lần này đến lần khác một viên đạn cũng không cho lọt thạch bất chuyển của trương tân kiệt cũng bám sát vừa bắp đội mình vừa dùng các loại đi bắp như ngọn lửa thần thánh giữ chân bốn con hổ giữ bên kia nhưng hai người hợp tác không thể nào hoàn toàn giữ chân bốn vị đại thần dù thế hai bên rằng co ở đây đã lâu rồi nên tới rồi trương tân kiệt lặng lẽ nghĩ hắn chỉ có thể đoán đội một cố ý lừa địch vào nơi này, vừa hay lại là góc chết trong tầm nhìn của đội 2. Đội một bên đây quan sát bản đồ 3D, trông thấy tuyển thủ bổ sung của đội 2 cuối cùng đã đuổi tới chiến trường. Coi chừng phía sau, vội nhắc một tiếng, dụ Văn Châu vừa trông thấy đại mạc cô yên của Hàn Văn Thanh đang lăn người trên nóc nhà sau lưng họ, thẳng tiến đến đây. Vừa nói xong, đại mạc cô yên của Hàn Văn Thanh đã phi thân xuống, giữa không chung, tay trái nắm thành quyền đặt phía trước, tay phải ngang hông tạo thế. Mãnh hổ loạn vũ chỉ nhìn dáng đứng, mọi người đều biết Hàn Văn Thanh muốn dùng chiêu gì. Đúng là đại chiêu cấp 70 của nhà quyền Pháp, mãnh hổ loạn vũ. Một quyền vung ra, kình phong xoáy cuộn trong tiếng hổ gầm, sau lưng đại mạc cô yên mơ hồ xuất hiện tượng hình mãnh hổ gầm rú. Quyền đấm xuống, chúng ngay vai phải sách khắc tát nhĩ của Dụ Văn Châu. Dụ Văn Châu sớm thấy Hàn Văn Thanh đến gần, dù tay chậm thật nhưng cũng không đến nỗi đứng nguyên chịu chết, quyền này nhìn như đánh chúng, nhưng thực ra Dụ Văn Châu đã kịp thao tác cho sách khắc tát nhĩ tránh về sau nhưng mãnh hổ loạn vũ không dừng ở đấy chỉ thấy đại mạc cô yên rơi xuống rồi lập tức xông lên dùng tay lẫn chân đấm đông đá tây khiến cho cả đội một chìm trong bão táp lấy sách khắc tát nghĩ làm trung tâm chiêu trước may mắn né được nhưng hiện tại đánh sáp lá cả không ai khổ bằng dụ văn châu né được mấy cái rồi cũng đành bó tay chịu trận keng khi bốn phía vang vọng tiếng hổ gầm bỗng truyền ra âm thanh trong vắt như tiếng rồng ngâm kiếm quang chấp lên như điện xẹt đánh nát quyền phong lao thẳng về phía đại mạc cô yên Ồ, cả hội trường ồ lên, giả vũ thanh phiền của Hoàng Thiếu Thiên cuối cùng cũng mạnh mẽ xuất kích, vừa ra tay đã là đại chiêu mạnh nhất của kiếm khách, ảo ảnh vô hình kiếm. Tiếp đó, ánh kiếm đan sen, quyền phong gào thét. Hàn Văn Thanh tuyệt đối không thể xem nhẹ ảo ảnh vô hình kiếm, lập tức điều chỉnh phương hướng công kích của mãnh hổ loạn vũ, đối đầu trực diện với ảo ảnh vô hình kiếm. Đây vốn là cách thức chiến đấu yêu thích trước nay của Hàn Văn Thanh. Đại chiêu cấp 70 giống nhau, theo phán xét của hệ thống hoàn toàn không thể nói ai mạnh hơn ai, đều phải dựa vào kỹ thuật khống chế kỹ năng của tuyển thủ để quyết định. Một bên kiếm thánh, một bên quyền hoàng, dù là tuyển thủ hay nhân vật đều thuộc hàng bậc nhất liên minh. Chỉ là Hoàng thiếu Thiên hiện tại đang vào thời kỳ đỉnh phong nhất. Hàn Văn Thanh là tuyển thủ thế hệ trước, dù trong lòng không muốn nhưng cũng biết mình đã mất đi nhuệ khí năm đó. Chỉ có thể dựa vào ý chí sắt đá và niềm tin chiến thắng không sờn, không ngừng động viên bản thân. Dù là ngôi sao cuối tuần, Hàn Văn Thanh cũng không khinh thường, vẫn giữ quyết tâm không thua bất kỳ ai. Hoàng Thiếu Thiên đối mặt tuyển thủ cứng cựa như vậy, tất nhiên cảm nhận được áp lực đang đè nặng lên vai. Ít nhất hiện tại hắn cũng không spam tào lao mọi lúc mọi nơi nữa. Đến cuối cùng, kỹ năng hai bên ngang bằng, thao tác cũng không ai hơn ai, nhưng thời gian thi triển kỹ năng có giới hạn. Mãnh hổ loạn vũ dùng trước, ảo ảnh vô hình kiếm theo sau, dù thế nào mãnh hổ loạn vũ cũng sẽ kết thúc trước, lúc đó. Cơ hội đã đến, mãnh hổ loạn vũ đến thời khắc cuối cùng, tay phải lên trước tay trái, đổi quyền thành trường, có kèm hiệu quả hất văng rất cao. Nhưng thời khắc này Hoàng Thiếu Thiên đợi chờ đã lâu, khẽ nhảy về sau, vừa đúng tránh khỏi trường phong, sau đó, kiếm quang như điện, tiếp tục chiêu ảo ảnh vô hình kiếm vẫn chưa kết thúc kia. Đây chính là chỗ đáng sợ nhất của Hoàng Thiếu Thiên. Loại tác phong cơ hội này chính là vũ khí lớn nhất giúp Hoàng Thiếu Thiên đứng vững trong liên minh. Chiêu này của hắn, dù là hàn văn thanh cũng cảm thấy không cách nào cản được một khắc nhân vật đóng băng khi thu chiêu mãnh hổ loạn vũ dù thao tác cao siêu chừng nào tinh thần sắt thép đến đâu cũng không cách nào thay đổi được mặc định của hệ thống nhưng hàn văn thanh không chiến đấu một mình mà là thi đấu đoàn đội kiếm của giả vũ thanh phiền đã ra đồng thời một ngọn lửa trắng xám cũng bất chợt bừng cháy trước người hắn vị trí đấy chính là chỗ mà giả vũ thanh phiền cần bước lên giả vũ thanh phiền ban đầu vì tránh mãnh hổ loạn vũ mà nhích ra một bước đấy nếu hiện tại không trở lại, kiếm của hắn sẽ không đâm đến mục tiêu được. Hoàng Thiếu Thiên nhìn thấy đốm lửa đó, nhưng không kịp nữa rồi. Hàng loạt thao tác nối tiếp ấy đều dựa vào bản năng của hai tay, thao tác đi trước cả tư duy. Ý thức được mình cần dừng lại, nhưng giả vũ thanh phiền đã xông lên. Ngọn lửa thần thánh, ngọn lửa thần thánh từ mục sư thạch bất chuyển của Trương Tân Kiệt. Đại chiêu cấp 70, chúng phải ngọn lửa thần thánh cũng phải lụi. Một mục sư hỗ trợ vậy mà lại được yêu ái một kỹ năng vô đối như vậy, làm cho nhân vật phải im lặng, tuyển thủ câm nín. Hoàng thiếu thiên dính chiêu tạm thời trở thành vật vô dụng, nhưng vẫn không cam tâm bỏ qua cơ hội. Dùng kỹ năng thông thường qua kiếm chém đại mạc cô Yên vẫn đang đóng băng, sau đó ủ té chạy về nút sau lưng đồng đội. Hiện tại trên chiến trường, 5 vs 4 một đội có được ưu thế về nhân số, nhưng HP phong thành yên vũ của sở vân tú tuột nặng không thể phục hồi. Giả dạ vũ thanh phiền của Hoàng Thiếu Thiên chúng ngọn lửa thần thánh, trong 3 giây không thể thi triển kỹ năng nhưng tệ nhất phải là Mộc Vũ Tranh Phong của Tô Mộc Tranh. Hàn Văn Thanh đột nhiên tập kích cản trở viện binh, Tô Mộc Tranh bên kia bị Vương Kiệt Hy cô lập đánh cho mịt mù. Có vẻ sắp không chịu nổi nữa. chương 342, những cô nàng bạo lực. Trong trận đấu ngôi sao tụ hội này, tất nhiên phải có chỉ huy, nhưng đôi khi cá nhân tuyển thủ lại lựa chọn hành động theo cảm tính, người chỉ huy cũng không ngăn cấm khắt khe. Xét cho cùng thì đây chỉ là một trận giải trí, một màn diễn mà thôi. Khán giả muốn xem cho sướng mắt, tuyển thủ thì muốn chơi cho sướng người. Mấy đấu pháp chiến thuật mang tính mạo hiểm cao thường được sử dụng thận trọng tại các trận đấu tính toán hơn thua, nay lại được dùng bất chấp trong trận đấu ngôi sao tụ hội. Lần ngang bướng trước đó của Sở Vân Tú chính là một hành động hiếm hoi của cô nàng kể cả trong những trận đấu chính thức. Nhưng bây giờ, nhìn thấy chị em tốt tô mộc tranh bị Vương Kiệt Hy bắt nạt, cô nàng quyết định tùy hứng thêm lần nữa, vứt hết đội ngũ, một pháp sư oai phong như dũng sĩ Heckman sông sáo cứu người. Dụ Văn Châu quan sát hết thảy, chật, bắt đầu loạn rồi. Dụ Văn Châu không lạ gì chuyện này, không hề. Thân là một đại thần lâu năm, tham gia ngôi sao tụ hội nhiều lần, số lần đứng ở vị trí chỉ huy cũng không ít. Có những tuyển thủ thích thể hiện năng lực cá nhân vào những thời điểm đánh hăng máu nhất, chuyện này năm nào cũng xảy ra, thành thử chẳng ai coi nó là to tát. Có điều, người bùng dậy đầu tiên trong đội một của họ lại là Sở Vân Tú, điều này khiến Dụ Văn Châu hơi bất ngờ. Vị đại thần nổi danh hay mất phong độ vào thời điểm mấu chốt này, Hôm nay có vẻ chơi vui lắm đây. Tuy vậy, Ngấm cũng phải thừa nhận rằng Sở Vân Tú là người có khả năng liều mạng nhất trong tổ hợp đội 1 của họ. Nhóm của họ, bản thân Dụ Văn Châu chắc chắn sẽ không, Hoàng Thiếu Thiên là người cùng chiến đội, tên này có thể quăng bom nếu đổi người chỉ huy, nhưng có Dụ Văn Châu ở đây, thế nào cũng phải chừa mặt mũi cho đội trưởng. Tiếp đến là Tô Mộc Tranh, một tuyển thủ đã quen phối hợp với người khác, bao nhiêu năm trong nghề chưa từng có hành vi chơi trội nào. Còn Chu Trạch Khải, cậu ta có kỹ thuật siêu ảo, song tâm tính lại trầm mặc quy củ. Đánh cho ảo lòi chỉ là phong cách chiến đấu của cậu ta, tính cách cậu chàng không phải dạng thích chơi trội. Chỉ còn sở vân tú, mặc dù không giống kiểu người sẽ làm ra hành động này, chẳng qua so với bốn người kia, cô nàng lại chính là người có khả năng nhất. Mà sự thật diễn ra y chốc, sở vân tú đã bắt đầu liều mình xông pha. Đây gần như là kết cục đã định của những trận đấu ngôi sao tụ hội. Hoặc có người gây rối ngay lúc mở màn, càng đánh càng hăng, hoặc mới vào đánh rất nghiêm túc, từ từ bắt đầu có đứa lơ là thả rông. Trận đấu hôm nay mở màn kịch liệt một cách bất thường, giờ thì có người đứng ra thể hiện phong cách của trận ngôi sao tụ hội rồi. Chuyện ấy cũng không làm ai tức tối gì, dụ Văn Châu thấy sở vân tú muốn xông pha, bèn chỉ huy những người còn lại phối hợp nhau. Dù đây không phải chiến thuật tối ưu nhất hiện thời, nhưng bây giờ sẽ không ai so đo những thứ đó. Đội 2 lập tức hiểu ý đồ đội 1, Hàn Văn Thanh, Trương Tân Kiệt và Đặng Phục Thăng cùng nhau đón đầu. Hàn Văn Thanh là người công kích chính, Đặng Phục Thăng yểm trợ từ bên cạnh, Trương Tân Kiệt hỗ trợ phía sau. Lại là đội hình thiết tam giác, ba người giàn trận lướt nhanh, quả thực trận đứng năm người đang sông lên trong khoảnh khắc. Tản ra tiến lên, Dụ Văn Châu nói ngắn gọn, chống chọi với đội hình thiết tam giác không phải ý kiến khôn ngoan. Người ta có kỵ sĩ phòng ngự cao che chở, có mục sư hồi máu, còn họ có gì? Chỉ có thể tấn công mãnh liệt, chịu đòn của đối phương, tổn thất bao nhiêu là mất hẳn bấy nhiêu, không cách nào bù lại. Lời nói của Dụ Văn Châu vừa dứt, mọi người lập tức tuân theo. Chỗ đứng tản ra, giả vũ thanh phiền của Hoàng Thiếu Thiên tiếp tục tấn công cản chân đối thủ phía chính diện, nhất súng xuyên mây của Chu Trạch Khải quấn quanh cánh bên, vừa bắn vừa tiến gần về phía Vương Kiệt Hy và Tô Mộc Tranh. Sở Vân Tú đổ dồn tâm tư vào chuyện cứu Tô Mộc Tranh, chẳng còn trần chờ chi, phất lờ cả ba người, lao lên tìm cách cứu viện. Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên bèn phối hợp nhau giữ chân thiết tam giác kia. Ba người đội hai tập trung chống địch, song cũng vì sự tấn công dồn dập của đối phương mà lui về sau, họ cũng phải duy trì liên kết với Vương Kiệt Hy bên kia, không để Vương Kiệt Hy bị cô lập. Dù họ chỉ có bốn người lúc này, nhưng có bắp nên ai cũng bình tĩnh. Trương Tân Kiệt cũng là cao thủ hàng đầu trong giới mục sư, nắm bắt khả năng kéo dài liên tục rất tốt. Ấy, ấy, Trần Quả đang rất căng thẳng trên khán đài, bởi tuyển thủ Tô Mộc Tranh cô hâm mộ nhất đang rơi vào thế bất lợi. Trần Quả cũng chơi bậc thầy pháo súng, cô biết rõ nghề này sợ nhất điều gì bậc thầy pháo súng là nghề có khả năng tấn công xa nhất vinh quang cũng đồng nghĩa với việc cận chiến cực kỳ kém cỏi nay lại bị vương kiệt hy áp sát ma đạo học giả lại là nghề tấn công đa dạng vương kiệt hy lại nổi danh ma đạo sư tô mộc tranh hiện không thể nào thoát thân bị áp đảo hoàn toàn mình còn chịu đựng được bao lâu tô mộc tranh tự hỏi trong lòng dẫu đây chỉ là một trận đấu ngôi sao tụ hội nhưng gặp bất lợi thì buông liền tay đó không phải tố chất của dân chuyên nghiệp tô mộc tranh nỗ lực chống đỡ cô nhìn thấy những đồng đội cùng đội một, đặc biệt là sở vân tú sẵn sàng phá vỡ đội hình chỉ mong giúp mình thoát vây, cô không cảm thấy chờ mong gì, ngược lại uất ức trào dâng. Cô bất chợt nghĩ đến người đó, nếu có anh ở đây, cô có thể bị Vương Kiệt Hy bắt nạt thế ư. Ây, bắt nạt, từ này có vẻ hơi quá, nhưng nó chẳng khác gì tình huống hiện tại, công kích của Tô Mộc Tranh không hề ảnh hưởng gì đến Vương Kiệt Hy. Không phải cô không tin tưởng đồng đội mình, khả năng lãnh đạo và bày chiến thuật của Dụ Văn Châu không hề thua kém Diệp Tu, Hoàng Thiếu Thiên và Chu Trạch Khải là những tuyển thủ có kỹ thuật siêu đẳng, mà hành động lao lên viện trợ mình của Sở Vân Tú cũng rất liều lĩnh. Cô biết hết chứ, ấy vậy mà cô vẫn thấy rằng, nếu đó là Diệp Tu, mọi chuyện chắc chắn không như thế. Dù anh ấy chỉ có một người, cũng nhất định sẽ không. Tô Mộc Tranh phát hiện, bản thân mình không quá mạnh mẽ. Được mấy khi kiên cường, là vì biết rõ anh không ở bên, nhưng vẫn đứng gần đấy chống đỡ tất cả. Ngay cả khi trời sập, thì nhất định sẽ có anh chờ che mình có ngồi xổm vẽ vòng tròn cũng không hề chi mà lúc này đây tô mộc tranh vô thức nhìn về nơi nào đó trên khán đài cô không nhìn thấy gì trong lòng lại thầm biết rõ vị trí vắng người đấy bấy giờ anh sẽ không trở lại càng không giống như hôm qua chợt nhảy lên sân tiếp lấy trận đấu đánh đối thủ thua thảm hại điều mà cô chờ mong nhất sẽ không thể nào thành hiện thực giờ phút này người mà cô thật sự dựa vào chỉ có thể là chính cô dụ văn châu hoàng thiếu thiên chu trạch khải ngay cả người bạn thân Sở Vân Tú, Tô Mộc Tranh chưa bao giờ muốn dựa dẫm vào họ. Phải dựa vào chính mình, rõ ràng khi anh ấy rời khỏi, bản thân đã quyết tâm như vậy. Nhưng tại sao chỉ cần thấy anh ấy ở gần, cô lại quên mất hết thảy? Tình hình hiện tại của anh không tốt lắm, nếu cô tiếp tục ỷ lại, phải chăng sẽ trở thành gánh nặng. Bản thân thích làm vai phụ bên cạnh anh, nhưng không muốn trở thành gánh nặng. Đã đến lúc phải dựa vào chính mình, Tô Mộc Tranh trịnh trọng nói với chính mình một lần nữa, rồi quan sát tình hình hiện tại sau đó đột một tung ra một cú bạt kích với tốc độ ánh sáng. Bạt kích là kỹ năng lơ lửng thấp nhất của bậc thầy pháo súng, vung pháo trong tay, đánh bay đối thủ lên không. Kết quả, chúng, tô mộc tranh không rõ có phải mình bị cảm xúc ảnh hưởng nên thao tác, khả năng quan sát và sức phán đoán bộc phát không, hay chỉ là đánh bậy đánh bạ. Tóm lại, khi Vương Kiệt Hy đang điều khiển Vương bất lưu hành lướt trổi qua người cô như hỏa tiễn, thì bất chợt bị bạt kích của cô đập chúng. Vương bất lưu hành đang bay liền bị đập ngã giữa không trung. Tô Mộc Tranh vô cùng bình tĩnh, nối tiếp bằng một chiêu BBQ, Vương Kiệt Hy có là đại thần cũng không thể chống đỡ kịp thời. Đầu gối thúc vào đẩy Vương Bất Lưu Hành lên cao, cô vung súng máy hạng nặng, một chuỗi lửa đạn bay dính vào thân thể Vương Bất Lưu Hành. Thương tổn của kỹ năng cấp thấp có lẽ chẳng là gì trong một trận đấu đỉnh cao, tuy nhiên, sau khi bị dính BBQ, Vương Bất Lưu Hành của Vương Kiệt Hy rốt cuộc bị tống tiễn ra xa. Lợi dụng cú BBQ, Tô Mộc Tranh hoàn thành mỹ mãn thao tác áp súng, thậm chí còn định đưa vương bất lưu hành vào giữa thiết tam giác đập ngã cả bọn đây thực sự là một biến cố bất ngờ không nói đến những người khác ngay cả tô mộc tranh cũng không ngờ mình vừa cố gắng là có thể phá tan sự dây dưa của vương kiệt hy hôm nay mấy cô nàng này bị sao thế phong độ cứ như trở nên dũng mãnh bất thường ấy dụ văn châu lẩm bẩm đầy thắc mắc bàn tay vẫn cẩn thận thao tác anh vừa thấy cục diện có biến thì lập tức đổi cách bố trí ngon hoàng thiếu thiên hào hứng hẳn lên kiếm vung lên đón chào vương bất lưu hành đang rơi xuống. BBQ không phải một kỹ năng buộc người ngã xuống đất, ngay cả khi dùng kỹ xảo áp súng cũng không bị trưởng chế bởi hệ thống. Đối với Vương Kiệt Hy, nếu muốn dễ dàng biến anh thành bom thịt người mà ném chúng người cùng nhà, đó quả thực là chuyện không thể nào. Vì thế, Hoàng Thiếu Thiên muốn góp thêm chút sức, sắp thấy Vương bất lưu hành rơi xuống, hắn đột nhiên phi thân lên, giả vũ thanh phiền rút kiếm giữa không chung, lại một chiêu lạc phượng chảm hồng đánh Vương bất lưu hành tiếp tục rơi xuống như thế vương kiệt hy sớm đã nhìn thấu giữa không trung vẫn có thể thực hiện vài động tác anh nhanh chóng dùng một chiêu chổi xoay cả người xoay tít như con quay giữa trời phạm vi cây trổi công kích rất lớn ra trước cả chiêu lạc phượng trảm của hoàng thiếu thiên hoàng thiến thiên đổi chiêu cũng cực nhanh vừa thấy kích kia không làm nên trò trống gì bèn ra ngay đỡ đòn giữa không trung cây trổi cứ thế bay lướt qua ai ngờ vào lúc này một vầng hào quang từ trên trời giáng xuống bao trùm vương bất lưu hành đang xoay tít giữa không trung cột sáng vừa tiếp đất liền phân thành 6 cột sáng nhỏ xoay tròn càn quét khắp nơi. Nằm trong khu vực bị càn quét, ba người Hàn Văn Thanh đang kề vai sát cánh bị đuổi đánh đến chật vật. Ai nấy nhận ra đây chính là đại chiêu vệ tinh xạ tuyến cấp 70 của bậc thầy pháo súng, tùy tiện dùng thôi cũng gây ra hậu quả xấu. Hôm nay mấy cô nàng này bạo lực ghê nhỉ, dụ văn châu lại lầm bẩm chiêu vệ tinh xạ tuyến này chắc chắn chỉ có thể xuất phát từ tô mộc tranh. chương 343 kết thúc viên mãn chiêu vệ tinh xạ tuyến vừa ra bên đội hai rốt cuộc loạn cả lên vương bất lưu hành của vương kiệt hy bị chùm tia chính nổ chúng, đừng nói đến bay không nằm bẹp trên đất là may rồi mà sau đó những chùm tia nhỏ phân tán bốn phía dí thiết tam giác chạy đến rối loạn vị trí hoàng thiếu thiên và chu trạch khải nào dễ dàng bỏ qua cơ hội như vậy hai người họ cùng đội với tô mộc Tranh, không bị ảnh hưởng bởi kỹ năng vệ tinh xạ tuyến chẳng gây trở ngại gì cho họ lúc này Dạ vũ thanh phiền của Hoàng Thiếu Thiên vừa đáp xuống đất đã dùng ngay tam đoạn chảm mở đường đánh giết vào giữa trận. Phía bên kia nhất súng xuyên mây của Chu Trạch Khải còn nhanh hơn, người chưa đến nơi, đạn đã không ngừng bắn phá sang. Suy nghĩ hai người giống hệt nhau, đều muốn chấp lấy thời cơ, giết luôn mục sư thạch bất chuyển của Trương Tân Kiệt. Năng lực chiến đấu của mục sư vốn không mạnh, nay lại mất đi trợ lực, vừa phải trốn vệ tinh xạ tuyến vừa phải nghênh đón thế công dũng mãnh của hai nhân vật cấp đại thần kia. Thao tác của Trương Tân Kiệt vẫn cẩn trọng như cũ, nhưng quả thực đỡ không nổi sự liên thủ của hai đại thần. Dụ Văn Châu nhìn thấy đối phương dối bời, bèn lập tức tung ngay một đại chiêu. Mưa hỗn loạn vừa được gọi ra, bầu trời thoát cái hỗn độn, không gian u ám ngập đầy vị tà ác. Màn mưa máu màu tím đen rơi xuống, khiến người nhìn thôi đã thấy giận mình. Hiệu quả đặc thù của mưa hỗn loạn là làm người bị xối phải lâm vào trạng thái hỗn loạn. Trạng thái đấy khiến nhân vật không hành động theo sự điều khiển của người thao tác, dĩ nhiên là một sắc rối to. Hàn Văn Thanh vốn định đi cứu viện Trương Tân Kiệt, nhưng nhìn thấy kỹ năng này, anh nào dám tiến lên, bèn nhảy khỏi phạm vi kỹ năng rồi đi đường vòng. Kết quả bên kia vang lên mấy tiếng ầm ầm, pháp sư nguyên tố của Sở Vân Tú đã gọi ra mấy bức tường băng, xếp thành một hàng chỉnh tề, cũng không điều khiển tường băng nổ tung, mà thể hiện mình chỉ định ngăn cản. Bấy giờ, các tuyển thủ của đội một không cần người chỉ huy, cứ tự nhiên mà phối hợp cùng nhau, thật sự là vì cục diện đã quá sáng tỏ, mọi người rèn luyện chiến thuật đều rất cao, vậy nên phán đoán đưa ra lúc này giống hệt nhau tiếng vỗ tay của khán giả ở trường quay kéo dài mãi không thôi trận đấu hôm nay của ngôi sao cuối tuần quả thực quá nhiều điểm nổi trội phần lớn tuyển thủ đều bùng cháy một cách ngoạn mục liên tục thúc đẩy tình huống lên cao trào mà lúc này đây tô mộc tranh bỗng nhiên tỏa sáng trở thành tuyển thủ then chốt quyết định thắng bại bốn người đội hai bị chia cắt và rối loạn đội hình nhất thời không thể về tìm cục diện cũ dưới thế tấn công phối hợp của hoàng thiếu thiên và chu trạch khải Trương Tân Kiệt rốt cuộc không đợi nổi cứu viện, trở thành tuyển thủ thứ ba mất mạng của đội 2. Đến lúc này, cục diện gần như ngã ngũ, mục sư Trương Tân Kiệt vốn là ưu thế lớn nhất của đội 2. Nay nhân số phe họ yếu hơn, ưu thế lớn nhất cũng đi tong, thật sự rất khó có cơ may thắng cuộc. Mạo oai âm nhất là đội 1 vẫn chưa chết người nào, nếu có thể duy trì đến cuối trận, thế tức là toàn thắng, nói như vậy tuyển thủ đội 2 sẽ có chút bẽ mặt. Có điều, đây cũng chỉ là một trận ngôi sao tụ hội, nếu trong một trận đấu chính thức, đánh đến đây, đội hai chắc chắn sẽ liều mạng, nhưng trong trận này, phần lớn sẽ không quá nghiêm túc. Thế nhưng, hôm nay đội hai có Hàn Văn Thanh, ông bạn này sẽ không bao giờ lùi bước dù bất cứ lúc nào. Đội một nhìn thấu, họ cũng không muốn đẩy các tuyển thủ đội hai vào tình thế quá mất mặt, thế là họ bèn lấy cứng trọi cứng, đánh qua quyết cho hết trận. Đến cuối cùng, đội hai bị diệt sạch, mà đội một cũng tiêu mất ba em, tình huống toàn thắng không xảy ra. Hồi cuối, hầu như không ai tính toán chuyện thắng bại, đánh cho thỏa mắt người xem mặc dù không đẩy trường quay lên cao trào gì song vẫn duy trì được bầu không khí tiếng vỗ tay vỡ òa ngay giây phút đại mạc cô yên của hàn văn thanh đội hai ngã xuống không ít người theo phe đội một đứng bật dậy hò hét tên tuyển thủ mình ủng hộ mà chắc chắn rằng tiếng kêu gọi ba chữ chu trạch khải hoàn toàn lấn át lão hàn này thật là liều mạng đến thế dụ văn châu lại lẩm bẩm lần nữa hàn văn thanh vẫn đánh thật tới phút cuối nếu không phải đội một sau cùng vội chỉnh đốn thái độ, không chừng sẽ bị Hàn Văn Thanh nổi sung xử sạch. Trong tiếng vỗ tay của khán giả có mặt, 12 tuyển thủ bước xuống từ bục đấu, mà tất cả tuyển thủ ngôi sao từng tham gia phở đấu cá nhân và tổ đội trước đó cũng đều tề tựu ở giữa sân. Trên bảng đồ điện tử hiện ra điểm tích lũy cuối cùng giữa hai bên, đội một giành thắng lợi. Người theo phe đội một hào hứng vô cùng, còn người ủng hộ đội hai dấu biết trận ngôi sao tụ hội chẳng là gì, nhưng trong lòng vẫn thấy tức anh ách. Đến cuối cùng, Tuyển thủ đại diện cho tất cả ngôi sao tụ hội nhận phỏng vấn, lại chính là Chu Trạch Khải của Luân Hồi, dù sao cũng là sân nhà người ta, phải cho họ chút mặt mũi. Sau cùng, cậu ta chỉ nói đơn giản mấy lời khách sáo, trận đấu rất đặc sắc, khán giả rất nhiệt tình, ngôi sao cuối tuần năm nay rất thành công, mong lần sau có thể tham gia nữa. Với phong cách của Chu Trạch Khải, nói những lời này sẽ mất rất nhiều sức, thực tế là như sau. Trận đấu có đặc sắc không? Ừm, khán giả nhiệt tình chứ hả? Nhiệt tình cảm thấy ngôi sao cuối tuần năm nay tổ chức thế nào rất thành công có chờ mong gì cho năm sau không có thể tiếp tục tham gia thế thôi tiết mục chính thức kết thúc sau đó là hoạt động phát quà kỷ niệm bên trong không thiếu các vật phẩm ký tên của nhóm tuyển thủ ngôi sao nếu đổi lại trước đây trần quả liều mạng cũng phải cướp cho bằng được chữ ký của tô mộc tranh nhưng hiện tại đã biết thân phận của diệp tu trần quả lập tức thấy mình hơn hẳn người bởi cô rất rõ ràng với mối quan hệ với diệp tu muốn tô mộc tranh ký tên thật sự dễ như bớn cứ thế tâm tình cũng không quá bức thiết tranh dành nữa xong cũng bởi quan hệ với diệp tu hai người gặp chút rắc rối lúc ra ngoài họ bị một đám ký giả mai phục vừa nhìn thấy cả hai xuất hiện thì một rừng bút ghi âm đồng loạt chìa đến hỏi han tình hình của diệp thu trần quả định một mực bảo không biết kết quả bị đường nhu âm thầm kéo lại sau đó chủ động tiến lên lịch sự trả lời từng câu thắc mắc của phóng viên mà sau khi nghe câu trả lời của đường nhu trần quả cũng sực tỉnh thầm than bản thân mình quá sơ ý, luôn miệng bảo không biết có khác gì không thể nói đâu, đó là biết mà không chịu nói thôi. Nếu nói như vậy, khó đảm bảo đám ký giả phiền phức sẽ không tiếp tục đào sâu tìm hiểu lắm. Mà câu trả lời của Đường Nhu cũng không phải một mực phủ nhận, chỉ là tránh nặng tìm nhẹ. Bịa ra một chi tiết rằng hai cô cũng không biết người đó là Diệp Thu, chỉ trùng hợp ngồi cạnh, quen biết nhau như khán giả bình thường. Câu trả lời này gây được lòng tin rất cao, đừng nói là hai khán giả bình thường ngay cả khi diệp thu có nghênh ngang đi qua trước mặt đám ký giả họ cũng chưa chắc biết được đó là ai phóng viên đành hỏi hai người có chụp hình lại không chuyện này tất nhiên không rồi sau đó lại nhờ họ miêu tả sơ qua dáng vẻ diệp thu lần này thì đến phiên trần quả ra tay không phải cô am hiểu việc miêu tả mà vì cô là một trong những fan hâm mộ của diệp thu đọc qua không ít lời đồn trên mạng về dáng vẻ tên này giờ lấy đại vài chi tiết ra nói phóng viên nghe xong cảm thấy rất khớp với những tin tình báo trước đấy nên không nghi ngờ gì thêm. Thuận lợi đuổi được đám phóng viên, hai người bèn thở phào nhẹ nhõm. Đường Nhu có tinh thần cảnh giác hơn hẳn Trần Quả, lúc đi khỏi còn để ý xem có anh paparazzi nào bám đuôi không. Trường thấy rõ không có tên nào, mới yên tâm cùng Trần Quả quay về khách sạn. Ngôi sao cuối tuần thế là kết thúc trong viên mãn, người không ra khỏi khách sạn như Diệp Tu sớm đã xem xong tắt tivi rồi. Lúc hai người trở về, hắn đang nằm bò trên máy tính chơi game cơn kích động trong lòng trần quả nào lắng nhanh như vậy bây giờ biết được thân phận thật sự của diệp tu hẳn nhiên rất muốn nghe những lời bình của bậc đại thần mà trước đây mình luôn cảm thấy không thể nào nghe được tô mộc tranh đột nhiên phát huy là điểm then chốt quyết định thắng lợi của phần đấu đoàn đội diệp tu quả thật nói ngay vào chuyện mà trần quả thích nghe cô nàng hào hứng rung đùi đắc ý như thể con nít vừa được kẹo tâm tình vô cùng mỹ mãn quay sang tám chuyện với đường nhu tới lúc buồn ngủ rồi mới đá diệp tu về phòng tắt đèn lên giường sáng hôm sau trả phòng ba người ngồi máy bay trở về ở sân bay trần quả hết nhìn đông lại nhìn tây thử nhìn xem có tình cờ đụng độ với đám người bên câu lạc bộ ra thế cùng đường về với mình không tuy hiện tại đã mất hết cảm tình với câu lạc bộ này nhưng sự yêu thích dành cho tô mộc tranh của trần quả chưa từng phai nhạt còn những giải đấu sau này nên mong ra thế thắng hay thua vấn đề đấy cũng khiến trần quả bắt đầu xoắn suýt mong thắng thì không cam lòng thay diệp tu mong thua thì lại thấy tô mộc tranh vẫn thuộc câu lạc bộ gia thế quá đáng thương nhưng với điểm tích lũy mùa này của gia thế thắng hay thua cũng chẳng còn quan trọng nữa há lên máy bay trần quả rốt cuộc tìm được một giải pháp yên lòng ờ diệp tu ngồi bên gật đầu gia thế có tôn tường tham gia qua được giai đoạn biến động thành tích hiện giờ đã chuyển biến tốt vị trí trên bảng xếp hạng cũng vững vàng tiến lên thế nhưng quá khứ xa suốt quá rõ giờ muốn về tranh giải tứ kết cũng không phải nhờ mỗi nỗ lực là thôi chiến đội phải phát huy điên cuồng trước đó nữa mới được. Chuyện vào trận tứ kết không còn khả năng gây tranh cãi nữa rồi. Chủ đề khiến fan hâm mộ ra thế thích thú vẫn là những sự sự việc như mùa giải tiếp theo, tương lai sau này vân vân. Mà hiện tại trên mạng, fan Vinh Quang cũng đang tập trung bàn tán về các trận đấu nổi bật dịp này. Từ chuyện tân binh khiêu chiến ở ngày đầu cho đến hoạt động của ngày thứ hai rồi trận đấu của toàn bộ tuyển thủ trong ngày thứ ba, quả thực có quá nhiều vấn đề để nói. Lúc nhóm Diệp Tu về đến tiệm nét hưng hân, vài khách quen nhìn Đường Nhu và Trần Quả với ánh mắt ngưỡng mộ như thể bọn họ là anh hùng. Đều là fan hâm mộ vinh quang, cả lũ dĩ nhiên xem ngôi sao cuối tuần, chuyện hai mỹ nữ lộ diện ngày thứ hai làm ai ai cũng bất ngờ. Cái cảm giác có người quen lên TV lạ lùng lắm đó. Trần Quả vui vẻ đón nhận sự hâm mộ của mọi người, từ độ cao 8.000m trên trời đáp xuống, sự nhiệt tình của cô vẫn chưa từng nguội bớt, tiếp tục tám quên trời quên đất với mấy khách quen trong tiệm em đường lợi hại quá ta đánh thắng cả tuyển thủ chuyên nghiệp thật ra mọi người chú ý đường nhu nhiều hơn người chơi thường nào ai suy nghĩ lớn gan như đường nhu có thể thắng được tuyển thủ chuyên nghiệp một ván mọi người cũng thấy giỏi lắm rồi ha 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 người trong tiệm nét chị đều là nhân tài cả đấy trần quả cũng chẳng buồn để bụng còn rất chi là đắc ý hùa theo nhưng lúc nói lời này lại vô tình mà cố ý liếc về phía diệp tu xong diệp tu đã chiếm máy tập trung lên mạng không hề chen chân vào cuộc tran luận của mọi người. chương 344, quyết tâm của Trần Quả. Tán gấu sôi nổi với khách hồi lâu, mọi người mới dần tản đi. Tuy nhiên, có một vài anh khách lanh trí, trước đấy không hề tích cực thảo luận, đợi mọi người tản hết mới lén lút mò tới. Tìm được Trần Quả thì lặng lẽ to nhỏ, vừa mở miệng đã khiến Trần của kinh ngạc. Những khách quen này chú ý Trần Quả, Đường Nhu và Diệp Tu cùng đi xem ngôi sao cuối tuần, ngay vào lúc Đường Nhu rơi vào thế yếu, đại thần Diệp Thu chợt chạy tới cứu, trông như có vẻ quen biết đường nhu, vậy nên điều ấy dễ làm người ta phải ngẫm nghĩ. Mà họ cũng không nói tuyệt ra, song Trần Quả có thể hiểu được ẩn ý trong lời nói của họ. May mà hôm qua cô cũng bị đám phóng viên vây xem khi kết thúc ngôi sao cuối tuần. Tuy những ông khách này thông minh nhưng lại không nhạy cảm như những phóng viên kia. Đến đám phóng viên xảo trá rảo hoạt còn bị lừa, mấy ông khách này có là gì? Mặc dù người đối phó với phóng viên hôm qua chủ yếu là Đường Nhu, nhưng Trần Quả đứng ngay cạnh bên. Cô mượn vài lý do phủ nhận mà Đường Nhu đã từng dùng, nói y như vậy, rồi vờ thở dài tiếc nuối cơ hội được kết bạn với đại thần như mọi người. Về phần Diệp Tu, qua miệng Trần Quả đã biến thành tên sai vặt theo đuôi. Không dễ dàng gì mới đổi được đám người nọ, Trần Quả vẫn chưa rảnh rỗi. Tiệm nét vắng chủ ba ngày xảy ra rất nhiều việc chờ cô xử lý, không như Diệp Tu với Đường Nhu về là có thể sắp xếp hành lý lên mạng chơi ngay. Đúng ra thì chỉ có Đường Nhu xếp hành lý, Diệp Tu vừa về đã lập tức lên máy hắn hoàn toàn không mang theo bất kỳ đồ đặc gì tay không đi theo hai người rửa mặt vệ sinh đều dùng đồ khách sạn sau đó lại tay không ra về nếu như không trực tiếp nhìn thấy có lẽ trần quả cũng không tin đây là một chuyến đi xa trông chẳng khác gì một chuyến ra ngoài mua thuốc lá chẳng qua thời gian dài hơn chút mà thôi ba ngày này diệp tu và đường nhu chỉ thỉnh thoảng lên mạng vài lần tổng thể mà nói trò chơi không thay đổi mấy những công hội đã có được bản hướng dẫn phó bản Hồ Thiên Ba cấp 40 đến 43 của Diệp Tu vừa tranh thủ luyện cấp vừa cạnh tranh kỷ lục phó bản. Hiện giờ kỷ lục rơi vào nhà nào, Diệp Tu hoàn toàn không quan tâm nữa. Sau khi online, hắn chỉ xem sơ qua danh sách bạn bè để xem cấp độ tăng đến đâu. Ngôi sao cuối tuần tạo nên cơn sốt hừng hực, trong game lại chỉ là 3 ngày bình thường trôi qua, không có nhiệm vụ đặc biệt gì. Dù không đi coi trực tiếp, đám người chơi cũng không bỏ lỡ buổi phát sóng nào. Vì vậy mà hiệu suất luyện cấp không bằng cả ngày thường. Trong danh sách bạn bè, những nhân vật thuộc top đầu khu 10 vẫn là mấy anh đầu não trong mỗi công hội, tất cả đã lên 41 hết. Còn những em như bánh bao sâm lấn hay muội quang vẫn đáng thương dậm chân ở cấp 32, 33. Hoạt động Noel đã làm những người không tham gia hành động ở thành tội ác bị bỏ cấp khá xa, huống chi người không hề tham gia hoạt động như bánh bao sâm lấn. Ngược lại, cấp độ một tốc cho của Kiều nhất phàm mấy ngày nay tăng nhanh hơn đám bánh bao sâm lấn. Diệp Tu lên mạng đã thấy người online, gửi tin nhắn sang liền thấy hệ thống thông báo từ chối nhận. Kiều Nhất Phàm ở thành phố S suốt mấy ngày, không thể nào luyện cấp thường xuyên được, mới nghĩ là biết ngay cậu nhóc lại giao cho dân cày thuê rồi. Thực ra, dựa vào nền tảng của một tuyển thủ chuyên nghiệp, Kiều Nhất Phàm không cần luyện lại để lý giải trò chơi từ đầu như bánh bao hay đường nhu, cứ mua một tài khoản mắc cấp về nghiên cứu từ từ cũng được. Nhưng Kiều Nhất Phàm nhất định muốn theo đại thần học hỏi, vậy nên mới lập tài khoản một tắc cho. Ai ngờ cậu chỉ mới bỏ lỡ một nhiệm vụ Noel thì đã bị Diệp Tu, Đường Nhu và Tô Mộc Tranh bỏ xa lơ xa lắc, kiểu nhất phàm đành thuê người cày thay. Nhưng hiện tại cấp bậc đã cao, kinh nghiệm mình cần lại thiếu hụt quá lớn, không dễ đuổi theo chút nào. Diệp Tu xem tình hình hiện tại, thấy đội ngũ cố định ban đầu không thể chơi chung, đành lập đội hai người đi phó bành cùng Đường Nhu. Bỏ qua sự tranh lệch do hoạt động Noel, ba ngày nay không thay đổi gì nhiều, những người nhìn cấp hơn cả hai ở các công hội lớn đều tăng một cấp, đồng loạt kéo nhau đến hồ thiên ba chơi. Thành ra khu vực thành tội ác trở nên vắng ngắt, cửa ra vào phó bản đến ma cũng không có, trở thành sân chơi của riêng hai người. Hai người quen đánh phó bản cùng nhau, không cần nói nhiều liền vô thẳng cửa. Đi xong ba lượt phó bản, Trần Quả cũng xử lý xong công chuyện mà đăng nhập vào game. Diệp Tu liếc qua thấy Trục Yên Hà vừa lên mạng đã rút khỏi công hội. Rút rồi à, Diệp Tu thuận miệng hỏi một câu, ừ, Trần Quả gật đầu, ra vương chiều, ừ, thứ ghê tởm, trần quả nói đối với câu lạc bộ gia thế trần quả đã hoàn toàn ghét bỏ thế nên công hội gia vương chiều thuộc gia thế cũng chẳng hơn gì trong mắt cô quyết đoán rời đi không chút lưu luyến cô chỉ thấy tiếc nuối và lo lắng cho tô mộc tranh sợ rằng tô mộc tranh ở lại gia thế sẽ phải sống trong địa ngục về sau thì sao diệp tu cười hắn cũng nhận ra trần quả đang nghĩ gì chị tự mình lập một công hội trần quả vừa nói vừa trả lời tin nhắn trần quả ở gia thế đã lâu bạn bè cũng không ít thấy hiện lên thông báo cô rút khỏi công hội, bạn bè trong list đang gửi tin hỏi thăm tới tấp. gia thế thối nát rồi, chị chuẩn bị tự lập công hội riêng. trần quả trả lời tin nhắn cho mọi người. bạn bè nhận được câu trả lời của cô mà chẳng hiểu gì cả, sao lại nói gia thế thối nát chứ? chị hà là vì tôn tường sao? một người bạn khá thân của cô bắt đầu suy đoán. màn thể hiện lần này của tôn tường ở ngôi sao cuối tuần quả thực quá tệ, lại còn bị kẻ thù truyền kiếp của gia thế là hàn văn thanh đánh bại. Làm đám fan cuồng của gia thế đặc biệt khó chịu. Hiểu biết về bà chị này đã lâu, chuyện bực mình như vậy dễ dàng khiến chị ta kích động cần chút hết mà. "Không phải, chân quả trả lời thẳng thừng, dù sao chị không muốn ở trong cái công hội thối nát này nữa, ai muốn đi cùng chị không?" Nhất thời rất ít tin nhắn đáp lại, tại thần chi lĩnh vực, chuyện phát triển công hội không hề dễ. Tất cả cuộc cạnh tranh ở đây càng tàn khốc và kịch liệt hơn. Có thể gia nhập một công hội lớn như gia vương triều Lợi ích có được cao hơn hẳn khi lang thang một mình hay vào mấy công hội thường. Hơn nữa, các công hội lớn ở thần chi lĩnh vực không phải chỉ cần nhân số như khu mới, cơ hội để gia nhập không nhiều. Người muốn vào một công hội lớn phải chứng minh thực lực của mình mới được. Khó lắm mới được vào, nên ai nấy đều quý trọng thân phận này. Bên cạnh đó, cứ 10 người gia nhập lại có 8, 9 người ủng hộ ra thế, họ còn ôm một thứ tình cảm khác với gia vương triều. Những người chơi thường trong công hội không thể có được sự trung thành này. Trần Quả còn không chịu nói rõ nguyên nhân, tự dưng rời công hội rồi hỏi họ có muốn đi cùng mình không, tất nhiên hiếm người đáp lại rồi. Nếu như nói đồng ý, chẳng phải vội vàng đến kỳ quặc ư? Không đồng ý, cũng phải để ý đến mặt mũi Trần Quả và quan hệ tốt giữa hai bên. Rốt cuộc ai cũng giả chết, hệt như chưa từng nhận được câu hỏi. Thậm chí còn có đứa giả bộ rất mạng thoát game, chỉ có những người thân với Trần Quả nhất mới trả lời, muốn biết vì sao Trần Quả lại làm thế. Những người này là bạn của Trần Quả trong game bởi vậy cô cũng không giấu giếm nói thẳng vì sao mình khó chịu với gia thế kết quả bạn bè trong game còn chưa trả lời bên ngoài diệp tu đã kinh ngạc hỏi chị biết nhiều vậy sao những gì trần quả nói ra chính là kết quả đêm đó nói chuyện với đường nhu đương nhiên có cả lời phỏng đoán về những âm mưu của câu lạc bộ gia thế diệp tu lên tiếng trần quả cũng quay đầu hỏi hắn có phải thế không diệp tu cười khổ không trả lời hừ tất nhiên sự khó chịu của Trần Quả đều tập trung vào câu lạc bộ ra thế, quay lại nhìn tin phản hồi từ bạn bè. Những phỏng đoán của Trần Quả thực sự quá khác với lẽ thường, mọi người không thể chấp nhận nhanh thế. Bảo Diệp tu tụt sốc à, có xem rồng ngẩng đầu trong trận đấu ngôi sao tụ hội chưa? Trần Quả chỉ quăng lại một câu, đúng rồi, ông có thể sử dụng rồng ngẩng đầu, tụt cái đèo ấy. Là ra thế dở trò rồi, một người cùng phe Trần Quả reo lên, người này là fan trung thành của Diệp Thu, yêu thần tượng hơn chiến đội giống trần quả thế là nhanh chóng chấp nhận sự việc ây chắc không chỉ vì một chiêu rồng ngẩng đầu mà chị cho rằng diệp thu không tụt phong độ rồi phỏng đoán ra mấy chuyện ấy đâu nhỉ trong đám bạn bè cũng có người suy nghĩ cẩn thận mới tiếp lời đây mới là câu nhận xét có lý trí người bạn trước đấy cũng thuộc phe phen não tàn như trần quả thiên về những ý kiến bênh vực thần tượng hơn ừ còn nguyên nhân khác nữa nhưng chị không nói được nói chung là thế đó chị đã rời công hội rồi chỉ muốn tự lập công hội, lật đổ ra vương triều luôn. Trần Quả nói, lố quá rồi, lần này lại không ai trả lời, Diệp Tu bất thình lình diễu một câu. Trần Quả lập tức ngoảnh đầu nhìn chằm chằm Diệp Tu, ánh mắt đầy kiên quyết khiến Diệp Tu chợt hoảng sợ. Chị chủ Trần luôn hung dữ với hắn, song cũng chưa bao giờ để hắn thấy được sự kiên quyết đến vậy. Lật đổ ra vương triều, đây là quyết tâm nghiêm túc ư, nói thật, một công hội lớn như ra vương triều, bảo Diệp Tu hành hạ tại khu mới còn có thể, chưa lật đổ được nó, ngay cả Diệp Tu cũng không dám nói lời này. Dù sao đây cũng là sản nghiệp quan trọng của câu lạc bộ, bởi liên minh chuyên nghiệp Vinh Quang không hoàn toàn tách rời game online. Những nhân vật của nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp dẫu có mạnh đến mấy thì cũng chẳng khác gì đám người chơi thường, chúng chỉ là một tấm thẻ tài khoản đăng ký trong game mà thôi. Nếu muốn nâng cao trang bị, cấp bậc và thực lực của chúng, mình vẫn phải vào game kiếm nguyên liệu, kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng và cấp bậc từ từ. Việc thành lập công hội trong game được coi là vật bảo đảm cho sự tồn tại của một chiến đội, là nguồn chủ yếu cung cấp vật liệu. Mà sự tồn tại ấy có thể bị ngăn trở bởi một số thứ trong quá trình phát triển, ví dụ như chuyện mà Diệp Tu đã gây ra ở khu 10. Thế nhưng, một khi xuất hiện nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của công hội, sao các câu lạc bộ có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Đến lúc đó, công hội trong game không phải cầu cứu tuyển thủ chuyên nghiệp nữa, mà chính câu lạc bộ sẽ chủ động phái tuyển thủ chuyên nghiệp vào game để giải quyết cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện này. Vì cuộc cạnh tranh giữa các công hội, chuyện các tuyển thủ chuyên nghiệp gia nhập vòng chiến từng diễn ra nhiều lần trong lịch sử vinh quang, đặc biệt sau khi xuất hiện thần chi lĩnh vực. Thần chi lĩnh vực, đó chính là nơi tụ tập tất cả những tài khoản nhân vật. chương 345, phát pháo đầu tiên, có quyết tâm là tốt, nhưng mục tiêu này quả thực hơi ảo. Trong ánh mắt kiên quyết của Trần Quả, Diệp tu giật mình xong, thì khôi phục lại vẻ bình tĩnh, thành thật nói một câu. Hừ, chị đương nhiên biết chuyện này, Chị chỉ nói rằng, chị muốn coi đây là mục tiêu." Trần Quả nói, "Cố gắng lên, Diệp Tu bảo, cậu đấy, cậu còn có thể quay lại giới chuyên nghiệp đúng không?" Trần Quả hỏi, Diệp Tu gật đầu, lúc quay về, chẳng lẽ cậu còn có thể trở lại ra thế?" Trần Quả nói tiếp, "Khả năng này không lớn đâu." Diệp Tu cười khổ, "Tự mình lập một chiến đội, thấy thế nào?" Trần Quả đột nhiên hỏi, "Ý kiến này không tồi." Diệp Tu cười, "Cậu có dự định như thế từ sớm rồi phải không?" Trần Quả hỏi vẫn luôn nghĩ đến mà. Diệp Tu nói, nếu lập một chiến đội với mục đích tham gia giải đấu chuyên nghiệp, mất khá nhiều tiền đầu tư đây. Trần Quả nói, Diệp Tu gật đầu, sức người, tài chính để đăng ký với liên minh, nhà thi đấu. Trần Quả bắt đầu giơ ngón tay tính toán, ý, chị hiểu dữ hả? Diệp Tu nói, vẫn luôn nghĩ đến mà. Trần Quả nhại lại câu nói vừa rồi của Diệp Tu, thế bắt đầu nghĩ từ hôm qua hay hôm trước. Diệp Tu lại sắc bén nhìn thấu Trần Quả, Hiển nhiên sau khi biết thân phận của Diệp Tu ở ngôi sao cuối tuần, Trần Quả mới có thể nghĩ đến chuyện đấy. Nay nói rành giọt như thế, phỏng chừng cũng do việc tìm đọc và thu thập tài liệu trong hai ngày nay. Thì sao, không được hả? Trần Quả bị nhìn thấu mà không hề xấu hổ. Chị không phải bị kích động nhất thời đó chứ? Diệp Tu nói, đương nhiên không phải. Trần Quả nói, chị đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Thời điểm cậu có thể quay về giới chuyên nghiệp còn cách gần một năm, tụi mình có thể chuẩn bị kỹ càng trước nó sẽ làm ảnh hưởng đến tài sản của chị đấy diệp tu nói tài sản của trần quả chỉ đơn giản là tiệm nét hưng hân diệp tu đã làm việc ở đấy một khoảng thời gian có thể đoán sơ được lợi nhuận của tiệm mà với sự từng trải nhiều năm chi phí để đưa một chiến đội đi vào hoạt động diệp tu tất nhiên hiểu rõ chuyện đó không phải chỉ nhờ vào lợi nhuận của một tiệm nét mà giải quyết được khoản đầu tư ở giai đoạn đầu chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cả khoản tiền tích lũy của trần quả còn việc chị chủ có bao nhiêu tài sản khác nữa Diệp Tu không thể biết được. Cậu đừng quan tâm mấy chuyện này, giờ chị lấy thân phận xếp ra lệnh cho cậu làm đội trưởng. Trần Quả ngẩng cao đầu, thế thôi hả, đây cũng tính là thành lập. Diệp Tu kinh ngạc, ừ, nhất định phải ghi lại thời khắc lịch sử này, nào, cười cái đi. Trần Quả bỗng nhiên móc điện thoại di động ra, ế, Diệp Tu còn chưa kịp nói gì, Trần Quả đã sáp lại gần, đường nhu cũng nhú đầu sang, điện thoại chấp lẽ, một tấm hình chụp chung như kiểu ảnh sticker ra đời. Yên tâm, không truyền ra ngoài đâu trần quả cười cẩn thận lưu ảnh diệp tu lại nghiêng đầu sang bên nhìn đường nhu đột nhiên chui vào ảnh lúc nãy đội trưởng đường nhu kính lễ với diệp tu hai chị em bí mật âm mưu với nhau từ lúc nào thế diệp tu hết biết nói gì luôn chú mày không cần quan tâm trần quả dứt lời tóm lại chiến đội đã được thành lập thành viên giai đoạn đầu chính là ba người chúng ta diệp tu nhìn hai người sau hồi lâu ánh mắt lại nhắm vào trần quả coi như chị là chủ đi nếu là tuyển thủ thì, khổ, chị vào cho đủ số trước không được hả? Trần Quả rất tức giận, ý Diệp Tu đang bảo, nếu là tuyển thủ, thực lực của cô chưa đạt chuẩn. Trần Quả biết rõ điều ấy, thêm cả tuổi của cô thật sự không còn khả năng để phát triển nữa. Về chiến đội, cô chỉ có thể là nhà kinh doanh, tuyển thủ ấy à, cùng lắm chỉ treo tên an ủi mà thôi. Được rồi, hiện tại chiến đội đã được thành lập, việc đầu tiên hai đứa phải làm là mau mau luyện cấp, sau đó tụ họp cùng chị ở thần chi lĩnh vực, chị sẽ thành lập công hội chờ hai đứa ở đấy chúng ta phải phát triển từ công hội đã trần quả nghiêm túc ra chỉ thị có thể hỏi thử tên chiến đội là gì không diệp tu hỏi tất nhiên là hưng hân trần quả đáp ngay không cần nghĩ diệp tu chẳng nói gì cả quay đầu tiếp tục chơi game chú mày có ý kiến gì trần quả lại truy hỏi không có biết thế thôi diệp tu nói thật sự thì hắn không quá để ý tên gọi là gì với dáng vẻ quyết tâm thành lập chiến đội của trần quả có vẻ như nói chơi, nhưng Diệp Tu cứ thấy qua loa thế nào, không hỏi nhiều nữa, quan sát một thời gian rồi tính. Dù sao bây giờ vẫn chưa làm nên chuyện thực tế gì, đợi qua vài ngày xem chị chủ Trần Quả này có phải chỉ là phút bốc đồng không. Lúc bọn họ tán gẫu, bạn của Trần Quả trong game cũng đã đáp lại. Cuối cùng, có mỗi một em fan Diệp Thu theo Trần Quả rời khỏi công hội Gia Vương Triều, còn những người khác chỉ cười cho qua chuyện. Trần Quả không ép buộc người khác, cô đã cảm thấy rất vui khi có một người tin tưởng mình lập tức giới thiệu người bạn ấy với diệp tu lâm sơn thủy pháp sư chiến đấu kỹ thuật không tệ kém hơn chị chút thôi trần quả nói kém hơn chị chút thôi diệp tu lẩm bẩm lặp lại giọng điệu kiểu này không hợp với chị đâu nếu là trước kia trần quả nào chịu nổi sự khinh bỉ này nhưng hiện tại không nhịn được cũng phải nhịn bởi cô cuối cùng đã biết đây là ai chút trình độ còn con của mình bị đại thần khinh thường đấy chỉ là sự thật thôi vì thế trần quả hít một hơi thật sâu vờ như không nghe thấy. Nói tiếp, nếu hiện tại chỉ có hai tụi mình, thì không thể lập nổi một công hội, phải qua thêm vài đứa. Ờ, Diệp Tu gật đầu, chuyện thành lập công hội ở thần chi lĩnh vực không phải dễ. Ở đấy không hề có sự tồn tại của người mới, người có thể bước vào thần chi lĩnh vực đều là những tay lão làng có thực lực và kỹ thuật nhất định. Hơn nữa, người đến thần chi lĩnh vực đều là những game thủ từ những khu thường di dân sang, họ đã vào công hội lúc ở khu thường hết rồi. Đến khi đến thần chi lĩnh vực, chỉ cần liên hệ thẳng với người trong công hội. Vậy nên việc triệu tập nhân số ở thần chi lĩnh vực có hơi khó. Mà những công hội lập ở khu thường lại chưa chắc mang được vào thần chi lĩnh vực. Quy trình thành lập một công hội thường là đầu tiên thành lập một công hội ở khu thường, sau đấy chờ mọi người cùng lên 70 tiến vào thần chi lĩnh vực thì mới dựng lại công hội ở thần chi lĩnh vực. Tiếp đó hai công hội sẽ sắp xếp liên hệ với nhau. Sau khi móc nối xong, mỗi khi người công hội chuyển từ khu thường sang thần chi lĩnh vực sẽ được phân thẳng đến công hội cùng tên. Muốn lập luôn công hội ở thần chi lĩnh vực, trừ khi phải có tiếng nói hoặc có tiền để vung. Nếu bảo có tiếng nói, Trần Quả có đấy, cô cũng là một nhân vật nắm quyền trong đám bè bạn. Nhưng xui là bọn họ đều là người của gia vương triều. Công hội gia vương triều có hậu thuẫn, tiếng nói cao hơn gấp mấy lần một mình Trần Quả. Trong game online, những nhân vật chuyên nghiệp nổi danh như Nhất Diệp Chi Thu hay Mộc Vũ Tranh Phong đều mang danh nghĩa gia vương triều ở thần chi lĩnh vực có thể tìm thấy cả tên nhân vật của toàn bộ chiến đội ra thế trong danh sách thành viên công hội còn phương pháp tung của thì chẳng khác tung vô tội vạ mà những gì họ cần lại là những người có năng lực làm việc trần quả không muốn dùng biện pháp ấy nè mượn thanh danh của cậu nhé thế cũng phải có người tin đã diệp tu nói ừ há trần quả suy nghĩ cô không có tiếng nói nhưng diệp tu thì khác nếu lãnh đạo bằng tên diệp thu vậy muốn thành lập một công hội chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là làm thế nào để người khác tin tưởng. Vinh quang từ xưa đến nay, những âm mưu như mượn danh lập công hội nhiều đến nỗi khiến người ta chai lì. Giờ lại bảo công hội của tao do tuyển thủ chuyên nghiệp ích nào lập, thứ nhận được không phải hứng thú, mà là một đống gạch đá. Trần quả trái lo phải nghĩ, cũng không nghĩ ra ý gì hay. Đừng bảo đến một người thay mặt như cô, ngay cả chính Diệp Tu đứng ra lôi kéo, chắc chắn cũng chỉ nhận được sự nghi ngờ và khinh khi mà thôi. Đây đã là chuyện hiển nhiên ở vinh quang rồi, dù có quay về khu thường lập cũng rất phiền phức, khu cũ thiếu người mới lắm. Trần Quả thở dài, Trục Yên Hà của cô thuộc khu 5, một khu cũ đã trải qua N5. Bây giờ lại là thời điểm khu 10 mới mở, người mới chọn khu cũ ắt sẽ vì bạn bè hoặc một vài nguyên nhân đặc biệt khác, tóm lại sẽ không phải ma mới thật sự. "Ý, cậu có thể lập công hội ở khu 10 mà." Trần Quả bỗng nhiên nói. "Tôi lập hả?" Diệp Tu giật mình, "Đúng vậy, lập một công hội ở khu mới." Chắc không khó đâu nhỉ." Trần Quả nói, quả thực không khó, Diệp Tu vừa nói vừa nhìn nhân vật của mình, Quân Mạc Tiếu, với độ hot của nhân vật này ở khu 10, đừng bảo lập công hội không khó, mỗi việc lên tiếng thôi cũng không ai sánh kịp. Khu mới quả thực có nhiều ma mới non nớt, như những người mới tiếp xúc sơ với vinh quang như Đường Nhu, họ không hề để ý ba công hội lớn hay công hội khác có thế lực gì, họ chỉ biết Quân Mạc Tiếu là thằng trâu bò nhất khu 10, chẳng ai hơn được nó. "Mau mau, mau tạo đi." Trần Quả thúc giục, ừ, Diệp Tu gật gù, bản thân lập chiến đội, nếu muốn phát triển kinh doanh dài hạn, tất phải có một công hội làm nền móng trong game. Với thời cơ bấy giờ, chuyện mình lập một công hội vừa có thể cướp được danh tiếng và tài nguyên, vừa có thể coi như một phát pháo mở đầu cho sự phát triển trong tương lai. Vì thế, Diệp Tu cực kỳ quả quyết gửi một tin bày tỏ dự định thành lập công hội trên kênh thế giới, xem phản ứng của quần chúng rồi tính sau. Qua nhiều ngày bình yên sau hoạt động Noel, Quân Mạc Tiếu chưa gây chuyện giật gân gì lại bất chợt ném ra một quả bom bự tổ trảng, tin tức trên kênh thế giới lập tức trôi nhanh như chó chạy. Tin Diệp Tu mới gửi không biết đã trôi về nơi nào, nhưng ít ra, đề tài trọng tâm trên thế giới vẫn tiếp tục thay hắn thông báo. Bên danh sách bạn tốt, tin tức còn chấp lóe dữ dội hơn. Hiện đang là chiều thứ hai, người trong game không quá nhiều. Người online trong danh sách bạn tốt chủ yếu là những kẻ thuộc công hội lớn. Giờ rủ nhau nhắn tin, ý định chắc chắn là thăm dò tin tức. Đối với mỗi một công hội lớn, chuyện quân Mạc Tiếu tạo công hội tuyệt đối không phải một tin tức tốt. chương 346, sứt đầu mẻ chán, quân Mạc Tiếu muốn dựng công hội. Khi tin này bị xì xồ trên kênh thế giới, thì nó đang được truyền bá trong hàng cốt cán các công hội lớn với tốc độ tên lửa. Những người không online còn được gọi báo tin, thậm chí cả những im cú đêm đang ngủ ngon lành, vừa nghe tin liền tỉnh táo lập tức. Đây quả thật không phải chuyện nhỏ, nhất là đối với các công hội thiên về kỷ lục phó bản. Nếu quân Mạc Tiếu lập công hội, nghĩa là có thực lực cạnh tranh kỷ lục. Nhưng đám quân Mạc Tiếu không còn là đám lính quèn lang thang như hồi trước. Với tên tuổi của quân Mạc Tiếu ở khu 10, chúng sẽ dễ dàng lập ra một công hội hùng mạnh với nhân số cao. Những kẻ ấy, dù ất ơ cỡ nào, song cũng sẽ trở thành hậu thuẫn mạnh mẽ cho đội đánh phó bản của chúng. Đối với nhóm công hội có câu lạc bộ làm sân sau, cố nhiên là có ưu thế dẫn trước đầy đủ và hậu thuẫn lớn mạnh, nhưng họ lại bị gò bó bởi một số chỗ trong chính cái sân sau ấy có thể nói rằng, công hội bọn họ đang thay mặt cho các chiến đội và câu lạc bộ trong game. Mà game online vinh quang chính là khu tập trung fan vinh quang lớn nhất. Các công hội đương nhiên cần phải nỗ lực tạo dựng hình tượng hoàn mỹ, những hành vi quá quát, tuyệt không thể bại lộ trước mặt công chúng. Dạng như lần đuổi giết bọn quân mạc tiếu khi trước, đó đã là hoạt động mà các công hội lớn liều tổ chức mang tính mạo hiểm nhất định. Khi đuổi giết, mọi người không đổi tên công hội, chủ yếu là do không muốn lộ liễu trước mặt đám người chơi khu 10. May mắn thay, khi ấy bọn quân Mạc Tiếu chỉ là những kẻ thân cô thế cô, dù hành vi của các công hội lớn có phần bất chính, nhưng ít ra người họ đối mặt chỉ là quần thể yếu thế, họ cảm thấy đối phương giấy không được sóng gió dư luận nào. Hiềm nỗi, bây giờ quân Mạc Tiếu muốn lập công hội, mọi chuyện thế là chuyển biến. Tiếp tục xài mánh đó với đội phó bản của quân Mạc Tiếu, tất sẽ bị cả công hội của đối phương để mắt, làm nhiều người biết các công hội lớn cạnh tranh công bằng không lại người ta, nên bày trò hèn áp chế đối thủ. Ngày trước gặp đối thủ thế này, các công hội lớn nhất định sẽ không trực tiếp đứng ra, họ sẽ cầy răm ba tài khoản tự do không tham gia công hội, chuyên đi làm những chuyện mình không tiện làm. Thế nhưng, ai cũng cảm nhận được khả năng và thực lực của quân Mạc Tiếu hết rồi. Ngay cả việc huy động toàn hội quy mô lớn như lần ấy cũng không thành công được bao nhiêu, huống chi chỉ phái mấy đứa tôm tép đi quấy rối, e rằng chỉ chịu chết mà thôi. Làm sao bây giờ, trong lòng mọi người vẽ nên dấu chấm hỏi lo âu, trong đó, ba công hội lớn đỉnh cao là đau đầu nhất. Trước mắt, ba công hội lớn và gia vương triều đều biết thân phận thật của quân Mạc Tiếu. Bọn họ đương nhiên cũng xem hết toàn bộ phát sóng ngôi sao cuối tuần. Thao tác rồng ngẩng đầu lúc ấy của Diệp Tu đã được đại thần Hàn Văn Thanh cho rằng hắn vì không muốn làm người ngoài cuộc mà tái xuất giang hồ, đã nhận được lời tán thành khắp nơi. Nhưng bọn họ ngờ đâu, khởi điểm tái xuất của đại thần lại bắt đầu từ khu 10, dịp thành lập công hội này đã đả kích nặng nề đến công hội lớn bọn họ. Còn với những công hội thực lực hơi kém, dẫu vẫn ôm tham vọng với kỷ lục phó bản, nhưng xét theo toàn thể kết quả cạnh tranh kỷ lục hầu hết vẫn nằm trong tay công hội xuất sắc nay quân mạc tiếu còn muốn nhào vô kiếm ăn họ đương nhiên là những kẻ giàu nhất hơn nữa những người biết thân phận của quân mạc tiếu biết rõ đây là người mà họ không thu phục được đại thần diệp thu làm công cho đội khai hoang trong công hội mình ngay cả chính họ còn thấy đây là chuyện nghìn lẻ một đêm những công hội không biết thì đang xoắn suýt rất nhiều ví như yên vũ thương thương của yên vũ lâu gã vừa thấy quân mạc tiếu cũng nổi hứng chơi công hội Lập tức thuyết phục đối phương gia nhập, kết quả dĩ nhiên bị Diệp Tu Khách Sáo từ chối. Yên Vũ Thương thương tưởng mình ra điều kiện không đủ động tâm, lúc này đang ngẫm nghĩ suy xét. Người biết gốc biết dễ như ba công hội lớn và Gia Vương Triều, ắt sẽ không đi làm ba chuyện không có khả năng đó. Bốn vị đương gia, Lam Hà chạy tới thần chi lĩnh vực thông báo với hội trưởng Xuân Dịch Lão của mình, Trần Giả Huy bên Gia Vương Triều thấp thỏm tìm đội phó gia thế lưu hạo trình bày đôi chút tình huống. Sa tiền tử của trung thảo đường biết thân phận của quân mạc tiếu xong vẫn luôn giữ khoảng vừa gần vừa xa, có cơ hội thì đục nước béo cò, nay gã giữ nguyên suy nghĩ án binh bất động của mình, người cuối cùng chạy đi tiếp xúc trực tiếp, chính là dạ độ hàn đàm của mưu đồ bá đạo. Dạ độ hàn đàm giờ muốn khóc cũng không ra nước mắt. Khai hoang khu 10 khó khăn thế này, đây là kết quả mà chẳng ai ngờ tới. Người khuấy đảo thì cứ cường đại đến mức làm người khác á khẩu, dạ độ hàn đàm cảm thấy mình thế nào cũng không phải đối thủ, nhưng vẫn phải cắm đầu nhào lên giao thiệp đại thần sắp lập công hội à, chúc mừng chúc mừng. Ngay cả chính dạ độ hàn đàm cũng thấy lời dạo đầu quá giả tạo, trong bụng gã nào có nửa phần hân hoan. Nhưng ngoài nó ra, gã thật sự không biết mở miệng kiểu gì. Cảm ơn, Diệp Tu trả lời ngắn gọn, tin nhắn hắn nhận được lúc này cực nhiều. Người đủ không, không đủ thì báo một tiếng, tôi kéo người qua giúp. Dạ độ hàn đàm tiếp tục dối lòng, chắc là không cần, Diệp Tu đáp lời còn kèm theo một biểu tình mặt cười. Dạ độ hàn đàm không sàm ba lát nữa, châm trước một lúc lâu, rốt cuộc nói thẳng, đại thần lập công hội rồi có tính toán gì không? Ha ha, ông rõ mà há. Diệp tu trả lời, dạ độ hàn đàm đương nhiên rõ, gã đang muốn chuyển đề tài về hướng này, nhận được lời đáp của Diệp tu, lập tức gửi tin nhắc nhở, đại thần chưa quên ước định giữa chúng ta chứ. Đương nhiên là nhớ, tôi sẽ không đụng vào kỷ lục của công hội mấy ông. Dạ độ hàn đàm nhanh chóng nhận được phúc đáp của quân Mạc Tiếu, lời nói y như đúc lời hứa hẹn trước kia, thậm chí cả biểu tình kèm theo, cũng là khuôn mặt cười hàm hậu ngày ấy. Dạ độ hàn đàm sẽ không nhớ lầm, bởi vì gã có chụp màn hình lưu lại đoạn trò chuyện đó. Nhưng giờ này phút này, dạ độ hàn đàm đọc câu trả lời lần nữa, cảm giác vui vẻ sảng khoái hôm nào lại không thấy đâu. Chỉ không đụng vào kỷ lục phó bản của công hội họ thì không đủ. Bởi vì bây giờ, quân mạc tiếu chỉ cần ngừng cung cấp bản hướng dẫn đánh phó bản cho họ, thì công hội họ căn bản không thể thò đầu trên bảng kỷ lục. Đến lúc đó, quân mạc tiếu muốn đụng cũng không có mà đụng lời hẹn khi trước làm trên dưới mừng mừng rỡ rỡ, giờ xem ra, hình như đã trở thành một câu nói không quan trọng gì. Ngày đó, họ không phải không nghĩ tới những tạm bẫy ẩn trong câu thoại. Thế nhưng, cấp của quân Mạc Tiếu vẫn thấp hơn cấp của công hội lớn, chỉ cần cướp quyền khống chế kỷ lục trước khi hắn lên cấp ngang bằng là ổn. Điều họ không lường được, chính là đòn chiến lược đánh phó bản này. Dạ độ hàn đàm dối rắm không biết trả lời thế nào cho hay, theo đạo lý, quân Mạc Tiếu không thất hứa. Thần chi lĩnh vực, hội trưởng lam khê các xuân dịch lão nghe thông báo mới nhất mà lam hà đưa tới chỉ có thể thở dài một tiếng năm cao thủ của lam khê các quây quần cùng nhau sau một lúc lâu vẫn chưa ai nói chuyện lập công hội tựa như trời sắp mưa là chuyện không thể ngăn cản nếu đó chỉ là một công hội được lập bởi cao thủ bình thường họ sẽ không lo âu thế này nhưng đây là đại thần diệp thu là đại thần diệp thu đột một dùng chiêu rồng ngẩng đầu làm dấu hiệu tái xuất giữa trận thi đấu ngôi sao tụ hội mục đích anh ta thành lập công hội tất sẽ không vì giải trí mà mang mục đích tương tự các câu lạc bộ của công hội lớn, không thể nào tránh khỏi việc cạnh tranh. Cứ xem đã rồi tính sau, Xuân Dịch Lão chỉ có thể đưa ý kiến như thế, câu lạc bộ ra thế, Trần Dạ Huy lần này không điện thoại mà tự mình tới tìm Lưu Hạo. Sau dịp ngôi sao cuối tuần, Lưu Hạo như bị gai đâm vào ngực. Dòng ngẩng đầu của Diệp Tu, hạ gục đỗ minh của Luân Hồi, song đồng thời cũng để lại bóng ma trong lòng Lưu Hạo. Diệp Thu có thể trở về, đây là suy nghĩ của rất nhiều người bao gồm cả tuyển thủ chuyên nghiệp, giới truyền thông và fan hâm mộ. Nó không phải điều Lưu Hạo muốn thấy. Giữa lúc gã đứng ngồi không yên, Trần Già Huy đột nhiên tới cửa, hơn nữa còn mang tin quân Mạc Tiếu lập công hội. Lập công hội, cùng là tuyển thủ chuyên nghiệp, Lưu Hạo đương nhiên rõ tầm quan trọng của công hội đối với câu lạc bộ, diệp thu được nhìn nhận sẽ tái xuất, bắt đầu xây dựng công hội, thế ý đồ ẩn sâu bên trong chẳng lẽ tên đó muốn tự mình tạo nên một chiến đội. Rất có khả năng này, Trần Dạ Huy nói. Hắn còn chưa hết hy vọng à?" Lưu Hạo cười lạnh, chân giả huy hơi khó hiểu. Lúc mới vào cửa, hắn nhìn thấy mặt mày Lưu Hạo đượm phần yêu sầu, nhưng vừa nghe tin, tựa hồ đã thả lỏng khá nhiều. Hắn cho rằng một chiến đội lập bằng chính sức mình sẽ đủ trình đối đầu với hàng tá chiến đội xuất chúng trong Liên Minh Ư. Anh thấy hắn giả quá hóa ngu rồi, Lưu Hạo nói, "Liên Minh hiện nay, sớm không còn là cái thời một cá nhân có thể gánh nổi một đội nữa. Bây giờ, cao thủ tầng tầng lớp lớp, tài khoản thần cấp càng lúc càng đông." ganh đua dữ dội, anh thấy hắn có tư cách chen vào liên minh không cũng khó nói được nhỉ. Lưu Hạo đắc ý cười to, nói vậy, chúng ta không cần để ý tới hắn. Trần Dạ Huy hỏi, ừ, không để ý cũng không ổn, thôi vẫn nên tiếp tục chú ý nhiều chút đi. Lưu Hạo nói, nhưng nếu hắn lập công hội, chuyện phát triển ở khu 10 của chúng ta sẽ gặp phải chướng ngại lớn. Trần Dạ Huy càng ngày càng không ôm hy vọng về Lưu Hạo. Hắn phát hiện cả hai đã dần cách xa nhau, hai bên chẳng còn chung mục tiêu. Lưu Hạo chỉ cảm thấy Diệp Thu không có khả năng quật khởi lần nữa, nhưng trong suốt quá trình, chuyện trở thành vật cản cho bước đường khai hoang công hội ra vương triều, gã ta lại chẳng hó hé đến một chữ. Trần Dạ Huy biết, sự đi lên của công hội chính là trách nhiệm của hắn, thể nào cũng không dính dáng tới Lưu Hạo. Hắn chỉ muốn dò xét lần cuối, xem thử tên đồng minh ngày xưa có thật sự sẽ thẳng thừng mỗi người một ngả với mình không. Chương 347, công hội thành lập, thái độ của Trần Dạ Huy thay đổi, mang theo giọng điệu chất vấn rắn giỏi, khác hẳn cách nói chuyện xưa nay của hắn với Lưu Hạo, Lưu Hạo trong nháy mắt đã cảm nhận được. Lưu Hạo cũng là một kẻ đa đoan, thế nào lại không biết Trần Giả Huy đã bắt đầu bất mãn với mình. Lúc này chợt vỗ vai Trần Giả Huy cười nói, đi nào, tìm chỗ uống mấy chén, anh với cậu từ từ lo liệu. Lưu Hạo không muốn mất tên đồng bọn này, Trần Giả Huy thăm dò xong thái độ của gã, bấy giờ cũng không nói gì thêm, hai người cùng ra ngoài. Trong game, Tin tức quân Mạc Tiếu muốn lập công hội được bàn tán xôn xao đến mức bất kỳ công hội lớn nào cũng phải ghen ghét. Xông tụ tới nhường này, không thể nghi ngờ đến khi quân Mạc Tiếu lập được công hội thật, chẳng mấy chốc sẽ trở thành công hội quy mô nhất khu 10. Sau khi tin tức lan đi, không ít người chơi đã bắt đầu canh me trang công hội, chờ lúc công hội của quân Mạc Tiếu lên sàn. Đợi mãi đến khi trời tối, trong danh sách công hội mới thành lập vẫn không xuất hiện tên quân Mạc Tiếu. Quy định thành lập công hội của Vinh Quang, đầu tiên do hội trưởng gửi yêu cầu, sau đó thêm 30 người chơi ủng hộ là xong. Sau khi công hội thành lập, người ủng hộ sẽ trở thành thành viên công hội, mà 30 người cũng là số thành viên yêu cầu tối thiểu của mỗi công hội. Nếu công hội nào ít hơn 30 người, sẽ bắt đầu chịu đếm ngược 72 giờ. Sau 72 giờ vẫn chưa thêm đủ số người quy định, công hội tự động giải tán. Giai đoạn ủng hộ thành lập công hội xem như thời gian dễ dàng gia nhập một công hội nhất. Nhiều người chơi thành lập công hội, thế nào cũng phải nghĩ cách góp đủ 30 người nhưng danh tiếng quân Mạc Tiếu vang vọng, đừng nói 30 người, 300 người cũng chẳng thành vấn đề. Điều mọi người lo lắng là sợ không cướp được vé ủng hộ cho công hội của hắn mà thôi. Vì chỉ cần đủ 30 người công hội sẽ tự động được thành lập, vé ủng hộ lúc đó tất nhiên chẳng còn. Sau đó muốn vào được công hội phải tự mình đi xin, chờ đến khi nhân viên quản lý công hội đồng ý mới được vào. Tuy vậy, vào thời kỳ đầu mới thành lập chưa có danh tiếng gì, đa số đều chú trọng số lượng hơn hết, càng nhiều người tham gia càng tốt đến khi phát triển hơn, sau đó lại tiến hành lọc thành viên, chuyển sang coi trọng chất lượng. Nhưng quân Mạc Tiếu lập công hội làm sao bình thường như người khác? Hắn có danh tiếng, căn bản không cần số lượng để tạo thế, hoàn toàn có thể đốt cháy giai đoạn chuyển sang sàng lọc chất lượng. Bởi vậy, 30 vé ủng hộ càng thêm quý báu. Chỉ là sau khi quân Mạc Tiếu phát biểu xong liền lặn mất tâm. Người chơi ở đây nghi ngờ, thắc mắc, kết quả đến giờ cao điểm buổi tối, Yêu cầu thành lập công hội của Quân Mạc Tiếu bất thình lình hiện ra giữa danh sách công hội mới thành lập. Trong nháy mắt, chỉ một nháy mắt như vậy, người chơi phát hiện mình còn chưa kịp loan báo, yêu cầu đã bốc hơi mất dạng. Trong nháy mắt đã có 30 người ủng hộ, công hội tự động được thành lập. Khi tin tức hệ thống thông báo chúc mừng công hội mới thành lập xuất hiện, đông đảo người chơi mới bắt đầu chú ý. Hưng hân, tên công hội của Quân Mạc Tiếu, các người chơi vừa thi nhau báo danh xin gia nhập, vừa tò mò không biết tên này có ý nghĩa gì. Tên tuổi không khí phách, đọc nghe cũng chẳng hay ho, khác hẳn những cái tên bá đạo mà đám người chơi thường vắt óc nghĩ ra. Không ai đoán ra ý nghĩa chân chính, cuối cùng chỉ có thể tổng kết rằng đây là sự khác biệt về khí chất giữa cao thủ và quần chúng nhân dân. Công hội Hương Hân được chú ý làm Trần Quả vô cùng kích động. Theo suy nghĩ của cô, đây chính là một khởi đầu tốt đẹp. Diệp Tu đang bận rộn xử lý đúng yêu cầu xin tham gia, list tên dài rằng giặc khiến Trần Quả cực kỳ vui sướng. Chỉ hận không thể nhấn đồng ý hết, nhưng số lượng thành viên lại bị cấp độ công hội hạn chế. Công hội mới lập tất nhiên chỉ là công hội cấp 1, thành viên tối đa chỉ được 100 người. Thêm 30 người ủng hộ, lúc này chỉ còn 70 thành viên. Diệp Tu khốn khổ bơi trong bể danh sách, tìm kéo mấy người quen vào trước rồi tính sau. Đường nhu, bánh bao xâm lấn, tất nhiên khỏi bàn, bạn bè cũng như điền thất. Nguyệt Trung Nguyên khi nghe nói cao thủ đại ca muốn lập công hội, quyết đoán rời khỏi Nguyệt Luân, tích cực sang đây chiếm chỗ. Dù 30 vé ủng hộ không cướp được, nhưng làm bạn bè, họ vẫn còn cửa sau để chui. Phong sợ yên mộc, khi Diệp Tu kéo ớt này vào, Trần Quả giật mình, xong lập tức phản ứng, đây có phải Tô Mộc Tranh không? Đúng vậy, Diệp Tu gật đầu, a a a, Trần Quả hận mình không thể sang khu 10 chơi cùng, nghĩ lại đường nhu trước giờ đều được đánh phó bản, tán chuyện này nọ với Tô Mộc Tranh mà gato không thôi. Chiến đội tương lai của chúng ta có cô ấy không? Trần Quả hồi hộp hỏi, cái này phải coi chị chứ, chị là chủ mà. Diệp Tu cười, mời không nổi đâu, Trần Quả khóc không ra nước mắt, cô làm sao đỡ nổi lương thưởng dành cho tuyển thủ cấp bậc như Tô Mộc Tranh chứ. Điều kiện như mình hiện tại mà tổ chiến đội vào liên minh đảm bảo bận tối mày tối mặt, không chừng chịu chưa được một năm đã rất đài. May mà có Diệp Tu bên cạnh, Trần Quả được tiếp thêm không ít niềm tin. Nếu thật chỉ có mình cô, Trần Quả lập tức dự trước được kết cục bi đát. Ha ha, cứ từ từ, vẫn còn sớm mà. Diệp Tu vẫn cười. Không lẽ đến khi ấy Tô Mộc Tranh sẽ tự mình chuyển sang chiến đội của chúng ta sao? Trần Quả nghĩ nguyên man, có Diệp Tu ở đây, Trần Quả cảm thấy khả năng này không hẳn là không thể, nhưng cô không dám chủ động hỏi, chỉ có thể giấu trông đợi vào lòng. Xong, thêm hết người quen. Diệp Tu nhìn danh sách thành viên công hội, xong lại kiểm tra một lần, người đi cửa sau đã có mặt trong danh sách cả. Kênh công hội trở nên huyên náo, người chơi tụ tập một chỗ tranh thủ làm quen nhau. Mà những người chơi được hưởng vé ủng hộ mà vào công hội, có vài người cấp khá thấp, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Thành viên bình thường của công hội có thể nhìn thấy danh sách xin gia nhập công hội, chỉ không có quyền đồng ý mà thôi. Nhìn hàng dài người chơi cấp cao, mấy tay mơ cấp thấp xoắn ruột chẳng biết mình có thể nào bị đạp ra không. Chưa đầy mà, kéo tiếp đi chứ. Trần Quả thấy Diệp Thu thêm hết người quen xong liền dừng lại, kéo xem danh sách thành viên công hội, khó hiểu nói. Đừng gấp, tụi mình có điều kiện, không cần thêm bậy bạ, để tôi nghĩ coi thêm ai thì được. Diệp Tu nói, cấp cao được rồi, Trần Quả nói, phải xem tương quan nghề nghiệp chứ, nếu cả công hội cả trăm đứa toàn mục sư, cũng đâu hay đâu. Diệp Tu cười, ồ, Trần Quả bắt đầu hiểu ý Diệp Tu, cậu muốn thành viên công hội cũng phân bố nghề nghiệp cân đối kiểu như một chiến đội à. Không đến mức đấy cũng phải ở mức hợp lý, thế mới có lợi chứ. Diệp Tu nói, chương 348, toàn bộ là người mới. Nghe Diệp Tu nói xong, Trần Quả không nói thêm gì, chỉ ngồi một bên yên lặng nhìn thao tác của Diệp Tu. Sau khi Diệp Tu thống kê nghề nghiệp và đẳng cấp của người chơi đã gia nhập công hội, bèn bắt đầu lướt qua danh sách xin gia nhập vào công hội. Hiện nay Hưng Hân chỉ là công hội cấp 1, thành viên tối đa là 100 người. Vinh Quang có 24 nghề, hơn nữa lựa chọn kỹ năng không giống nhau, sẽ tạo thành phong cách khác biệt. Chẳng hạn như quỷ kiếm sĩ, chảm quỷ cùng với trận quỷ hầu như có thể coi là hai nghề rạch ròi. Hoặc như Pháp Sư Nguyên Tố, bốn loại phép băng hỏa quang ám muốn học mắc cấp tất cả kỹ năng là chuyện không thể thường mọi người sẽ chọn hai thuộc tính phối hợp với nhau biến hóa có thể nhiều hơn cả quỷ kiếm sĩ sự khác nhau sâu xa giữa các nghề không thể chỉ dựa vào mỗi đẳng cấp và nghề nghiệp mà nhìn ra được thế nên diệp tu mới nói muốn chỉnh công hội đạt tới trạng thái cân bằng như một chiến đội là chuyện không thể diệp tu cũng chỉ có thể định hướng chung chung cân nhắc đội viên như kiểu tổ hợp kinh điển thiết tam giác trong pve phó bản Do đó Diệp Tu không phải lo nghĩ nhiều về việc phối hợp thế nào nữa, sau khi định rõ các cách phối hợp nghề vốn có, hắn bèn nhanh chóng chấp nhận mấy yêu cầu xin vào công hội. Hưng hân không ngừng có thành viên mới gia nhập, bầu không khí trở nên nhộn nhịp hẳn. Nhưng Diệp Tu cũng không thêm đầy người, người khác thì không nói, mấy người bạn cũng như Điền Thất và Nguyệt Trung Nguyên, vừa mới rời khỏi công hội Nguyệt Luân, nếu muốn gia nhập công hội mới phải chờ 5 ngày, Diệp Tu bèn giữ chỗ cho họ. Có điều, đối với một công hội có ý chí phát triển mạnh, thời gian 5 ngày đủ để tăng một cấp rồi. Người chơi đã gia nhập có thể nhận nhiệm vụ công hội. Phần thưởng đủ loại, ngoài ra sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ tăng mức độ xây dựng công hội. Giống như kinh nghiệm của người chơi, tới 100 thì sẽ thăng cấp. Thăng một cấp, số thành viên sẽ tăng thêm 100, có nhiều nhiệm vụ và phần thưởng hơn. Ngoài ra khi công hội đạt cấp 5, công hội có thể lựa chọn lực thủ hộ cho công hội. Có đủ dạng thủ hộ, mà hiện nay vinh quang phổ biến nhất là thuộc tính thủ hộ có thể tăng thuộc tính của người chơi trong công hội. Từ cấp 5 trở đi, công hội mỗi khi tăng được 5 cấp, lực thủ hộ có thể tăng lên một lần. Nhiều người không thích tham gia công hội, nhưng chỉ vì thèm thuồng điểm thuộc tính gia tăng của lực thủ hộ mà gia nhập công hội trên danh nghĩa. Các công hội lớn bởi vì đẳng cấp cao, nên rằng lực thủ hộ cũng mạnh hơn. Các công hội của những câu lạc bộ lớn tại thần chi lĩnh vực trí ít đều đạt được cấp cao nhất của công hội cấp 100. Sau đó là lực thủ hộ cấp 20. Các công hội của người chơi thường không thể dễ dàng đạt đủ nhân số tối đa liên tiếp nhờ fan như các công hội có câu lạc bộ, hơn nữa thành viên còn có sẵn độ trung thành và tính đoàn kết cao. Mấy công hội kiểu này, phát triển đến một giai đoạn nhất định, thường sẽ vì nhân số khổng lồ mà xảy ra vấn đề, hoặc sụp đổ, hoặc trì trệ không tiến được. Hiếm hoi lắm mới có thể lớn mạnh suốt một đường, đạt được trình độ của những công hội có câu lạc bộ, song bàn về thực lực và lực ảnh hưởng, quả thực vẫn chẳng thể sánh bằng. Công hội hưng hân của bọn Diệp Tu chỉ vừa khởi bước tại khu mới, đường phát triển còn rất dài. Thế nhưng, họ chỉ mới thành lập đã dễ dàng đạt được nhân số tối đa của công hội, khởi điểm như vậy là khá tốt. Mà nó còn bị hạn chế bởi nhân số tối đa của công hội, bằng không với độ hot hiện nay của quân Mạc Tiếu ở khu 10, quả thật không biết có thể tăng thêm bao nhiêu nữa. Trong danh sách xin gia nhập của hưng hân, list dài rằng giặc không thấy đuôi, đếm cũng không thể nào hết. Tình hình này, dẫu là những công hội có câu lạc bộ làm hậu thuẫn như lam khê các hay trung thảo đường cũng đọ không nổi dù sao khu mới có nhiều người mới chơi vinh quang mấy công hội của họ phải gầy dựng lại danh tiếng lần nữa tuy rằng lấy bối cảnh của họ cấp một không khó để tìm đủ người nhưng so độ sốt xin nhập hội sình xịch này họ tuyệt đối không bằng các công hội lớn liều mạng tranh giành kỷ lục phó bản thực ra là vì chiếm được vị trí như bấy giờ của quân mạc tiếu trong lòng người chơi mà chuyện công hội hưng hân vừa mới thành lập đã dậy sóng cũng chứng minh tầm quan trọng của kỷ lục phó bản đối với một công hội. Thành viên đã chọn xong, lúc này 90 người đều online, mới vừa vào công hội đã nhiệt tình vô cùng, trò chuyện ngất trời trong kênh công hội. Các người chơi cũng bắt đầu kéo bè kết phái, có anh hú nhau đi đấu trường PK, có kẻ lập đội đi phó bản, cũng có đứa tìm người làm nhiệm vụ chung. Diệp Tu làm hội trường đại nhân rất muốn nói vài câu khi công hội mới thành lập, bất đắc dĩ lại chen không lọt lời. Nè nè, sau khi Diệp Tu đánh xong hai chữ, bèn tiếp nối bằng một chàng emo dài, lấy tốc độ tay siêu cao, rửa sạch màn hình trong nháy mắt. Tin của mọi người bị trôi mất dạng, chỉ còn mỗi tên quân mặc tiếu cùng với đủ loại emo bấm bậy. Các thành viên trong công hội hết hồn, thoáng cái an tĩnh hồi lâu, kênh công hội trở nên vô cùng sạch sẽ. Có bao nhiêu người mới chơi vinh quang? Diệp Tu hỏi, hàng loạt câu trả lời, trong nháy mắt Diệp Tu đã tìm không thấy câu hỏi của mình, chỉ dựa vào phạm vi kéo chuột, Diệp Tu cũng tính sơ được số người. Gần như là, 100% người mới. Đối với kết quả này, Diệp Tu cũng không quá bất ngờ. Nếu như là những tay lão làng của Vinh Quang, vào giai đoạn khai hoang khu mới, chắc hẳn đã chạy đến gia nhập các công hội có câu lạc bộ rồi. Muốn gia nhập mấy công hội này ở khu mới không khó. Hoặc giống nhóm Điền Thất, Nguyệt Trung Nguyên, bạn bè đều ở khu mới, vậy nên đã tự xác định thành lập công hội từ đầu. Lúc nãy vừa mới gửi tin tức, người có thể xin nhập hội ngay lập tức, chỉ có những em lạc loài không có công hội thôi mà tỷ lệ người mới trong đám này chắc chắn rất lớn. Nhìn một đám ma mới, Diệp Tu cũng lên tiếng dạy dỗ từng câu. Hiện tại công hội của chúng ta coi như đã thành lập. Nhưng bởi vì chỉ mới cấp 1, tối đa thêm được 100 người. Còn nhiều người muốn gia nhập công hội của chúng ta nhưng không thể gia nhập nữa. Tại công hội, mọi người có thể nhận nhiệm vụ công hội. Nhiệm vụ công hội thường không ít, hơn nữa sau khi hoàn thành có thể gia tăng độ xây dựng công hội, giúp công hội tăng cấp công hội lên cấp cao mới có thể nhận thêm nhiều người. Từ cấp 5 sẽ có lực thủ hộ, rất có ích trong việc tăng thực lực. Những kiến thức cơ bản trong mắt người chơi vinh quang, đám ma mới chưa từng tham gia xây dựng công hội quả nhiên không biết nhiều. Nghe Diệp Tu nói xong, nhiều người bắt đầu tìm kiếm chỗ để nhận nhiệm vụ công hội. Đối với những chuyện mình chưa từng làm, người mới luôn có lòng. Cả đám bèn kêu gọi nhau đi làm nhiệm vụ công hội, lòng nhiệt tình ấy đủ khiến bất kỳ hội trưởng nào khóc thành một dòng sông. Chương 349, phát triển thần tốc, cấp 1 thăng lên cấp 2 luôn nhanh và dễ nhất. Khi những em gà mờ hăng say lao động hoàn thành được nửa vòng nhiệm vụ đợt đầu cũng là lúc công hội hưng hân lên cấp 2. Trên danh sách xin gia nhập công hội, chỉ cần không từ chối thì vĩnh viễn chém chệ ở đó. Trừ khi người chơi đột nhiên gia nhập công hội khác, yêu cầu gia nhập mới tự động mất đi. Công hội dễ dàng lên cấp 2, Diệp Tu mở danh sách xin gia nhập, tiếp tục kết nạp thêm thành viên mới. Nhóm cái công hội hưng hân đã gần phun 200 người. Người chơi gia nhập đợt 2 cũng không khác đợt một là mấy, đều là những chú gà chiếc hôi mù tịt về công hội trong vinh quang. Hội trưởng đại nhân lại phải thuyết trình một phen, nhiệt tình lại bùng lên, đợt gà thứ hai lại rắt díu nhau chạy đi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ công hội khá đa dạng, có đưa tin, giết quái, lấy đồ, bla bla bla. Độ khó thì tương ứng với level người nhận, không quá dễ, nhưng cũng không phải không hoàn thành được chẳng qua độ phức tạp sẽ nhân lên theo cấp của công hội. Ví như cùng là nhiệm vụ giết quái, công hội cấp 1 thì chỉ cần giết một con, nhưng công hội cấp 2 thì có thể là hai con. Nhiệm vụ đưa tin cũng thế, cấp công hội càng cao, đường đi càng dài, trên đường cũng gặp nhiều trắc trở hơn. Nhưng đồng thời phần thưởng cũng tăng dần theo cấp công hội, chứ không thật khó có thể giữ được sự hăng say của người chơi. Lên cấp, thêm người, cứ theo vòng tuần hoàn đó, công hội hưng hân phát triển với tốc độ chóng mặt mỗi khi lên cấp là lại lên tivi điểm mặt, giai đoạn đầu thăng cấp rất nhanh làm ai cũng hăng say cày kéo. Mà danh sách xin vào trả thấy đuôi kia, đủ để khiến công hội sẽ chạm ngay mốc nhân số tối đa ngay mỗi lần tăng cấp. Tên công hội hưng hân trên đầu người chơi ngày càng nhiều, chạy nhiệm vụ trên từng cây số của đại lục vinh quang. Điều này thì công hội và người chơi nào của khu 10 cũng thấy. Hệ thống cứ thỉnh thoảng lại báo tin, khiến cả lũ hâm mộ và ghen tị không thôi. Cứ cái đà này có khi chưa tới không giờ công hội hưng hân sẽ lên cấp 5, có lực thủ hộ cấp 5 cho xem. Nếu các công hội thường chỉ đơn thuần là hâm mộ và ghen tị, thì công hội của các câu lạc bộ lại khác. Trong mắt họ, chắc chắn công hội hưng hân là một đối thủ đáng gờm, mà cứ trông cái tốc độ bành trướng siêu tốc ấy, chỉ bằng câu an ủi level thành viên của chúng thấp hơn mình là không đủ, phải dở cho thôi. Công hội trực thuộc câu lạc bộ cũng có lớn nhỏ, vào lúc nhà nhà cùng tức nổ mắt thì đại đa số đều ngóng trông hành động của ba công hội lớn theo thói quen. Ấy thế mà đến giờ họ vẫn chưa thấy có tí ti tí động tĩnh nào. Các công hội lớn bàn luận với nhau, họ biết quân Mạc Tiếu mới nổi này từng có xích mích với cả ba công hội lớn. Trung Thảo đường tính ra may nhất, chứ làm khê các và mưu đồ bá đào thì đều bị dính phốt quá đau, đến giờ vẫn phải dựa vào đám cốt cán lão làng để vớt phát tai tiếng. Hai công hội lớn đang bước vào giai đoạn giữa cấp 40, hiện làm mưa làm gió ở khu khác, vậy mà đến khu này, giai đoạn đầu chẳng được tiếng thơm nào, giờ còn phải cố gắng giữ gìn danh tiếng. Tóm lại cả hai nhà này đến khu 10 khai hoang đều thất bại thảm hại. Tuy vậy, mấy nhà còn lại chả khá khẩm hơn được nhiêu. Bao nhiêu nổi bật của giai đoạn đầu gần như bị quân mạc tiếu đoạt hết, chỉ thoải mái hơn Lam Khê Các và Mưu Đổ Bá Đạo Chút Đỉnh, hai nhà kia đúng là không ngẩng mặt lên được. Hay họ sợ nhỉ, đây là quan điểm chung của những công hội ngóng chờ hành động của ba công hội lớn. Họ nào biết được, bà đại gia kiêng rẻ vì họ biết thực lực quân mạc tiếu mạnh tới đâu, biết người ta là ai, thế nên càng phải thận trọng. Kỳ thật, lúc này ông trùm của ba công hội lớn đang mở hội nghị bàn tròn thảo luận. Người khởi xướng không phải hội trưởng công hội khu 10, mà là ba kẻ đứng đầu thực sự, Xuân Dịch Lão của Lam Khê Các, tưởng du của Mưu Đổ Bá Đạo và Thiên Nam Tinh của Trung Thảo Đường. Sự nghiệp khai hoang khu 10 đã nhiều lần cần đích thân họ ra tay, vậy mà bi kịch hơn là, dù họ có mó vào thì vẫn không đủ tư cách đứng trước mặt đối thủ. Ừm um, hưng, um, giờ sao? Xuân Dịch Lão đang xài đại một ơ cao nhỏ khu 10, ba người tập hợp nhau, nhìn tivi cứ đưa tin công hội hưng hân lên cấp mà đáng lòng. Việc quan trọng bây giờ không phải đối phó với quân mạc tiếu mà là chặn đứng tốc độ phát triển của công hội bọn chúng. Tưởng du nghiến răng nghiến lợi, gã căm thù tên này. Bất kể là chiến đội mà gã ủng hộ hay trong vinh quang, đều bị củ hành hết lần này đến lần khác. Đương nhiên, nhưng chặn như thế nào mới được, thiên nam tinh nói, cả lũ im lặng, nếu đã có kế hoạch thì cần gì phải tập trung thương lượng nữa. Giết người, dùng bạo lực, thế nào? Tưởng du nói, không khả quan, chúng ta không thể đánh trực diện, bên khu mới các ông có bao nhiêu tài khoản tự do. Cùng lắm cũng 10 hay 20 cái đi, bây giờ công hội người ta đã cấp 4, 400 người kia, chỉ cần đoàn kết lại thì từng ấy người của bọn mình đủ không? Xuân Dịch Lão nói, mà tấn công thế liệu có khiến người ta đoán ra là chúng ta không? Thiên Nam Tinh nói, không có lý do tấn công, tưởng du cũng thốn lắm, đây chính là gánh nặng của một công hội trực thuộc câu lạc bộ như họ. Làm gì cũng phải có lý do chính đáng, không thể tự tung tự tác được. À, hay chúng ta cho tài khoản tự do trà trộn vào một vài công hội, rồi tạo mâu thuẫn với bọn quân Mạc Tiếu. Thiên Nam Tinh đột nhiên nêu ý kiến, thế thà đột nhập luôn vào công hội của hắn rồi sinh sự còn hơn. Tưởng Du nói, làm như dễ lắm, Xuân Dịch Lão cười khổ, các ông đừng quên người ta là ai, có mánh nào mà hắn không biết chứ. Lẻn vào hưng hân gây chuyện, trò ấy xưa rồi, tôi thấy trà trộn vào công hội khác gây xích mích cũng được ấy chứ. Quân Mạc Tiếu lập công hội kiểu gì trả lôi kéo nhiều người thoát nhà cũ đến gia nhập, đầy nhà ức chế. Chúng ta để ý thử, có thể mượn tay những công hội ấy gây chuyện, chỉ cần khiến công hội hưng hân đối đầu với tất cả các công hội khác là chúng ta có lý do tấn công rồi. Xuân Dịch Lão vừa nói vừa phân tích, chúng ta cũng có thể phái một số người trà trộn vào hưng hân ẩn nấp một thời gian, đến khi mâu thuẫn bùng nổ thì châm ngòi. Tưởng Du nói, được đấy, mà hưng hân phát triển nhanh thế, kiểu gì cũng có kẻ vinh váo, chỉ cần có đứa cà khịa có khi chả cần chúng ta ra tay, chúng cũng tự đi gây chuyện ấy chứ, thế thì càng tốt. Thiên Nam Tinh nói, được, chúng ta phái người tập trung tấn công trên phương diện này, không nhất thiết phải đánh nhau. Xuân Dịch Lão nói, mỗi người gom lời góp ý, trí tưởng tượng bay xa, quỷ kế cũng ùn ùn. Dù sao cả đám cũng tổ chức công hội nhiều năm, có thể phát triển thành ba công hội lớn nhất vinh quang, góp phần trợ lực cho chiến đội trong liên minh, hẳn không thể bỏ qua bản lĩnh của ba người này được. Về phương diện cạnh tranh công hội, ba người chắc chắn là chuyên gia bậc nhất của Vinh Quang. Trong việc đối đầu với Hưng Hân, họ không thể chọn phương pháp cạnh tranh kỷ lục phó bản. Bởi với thực lực của họ thì đừng mơ chọi được Diệp Thu, vậy mới phải kiếm một cách ít đối kháng thực lực cá nhân nhất có thể. Bàn tính xong xuôi, phương án cũng hình thành, tiếp theo chính là việc thực hiện cụ thể. Ba người vừa giữ liên hệ vừa đi tìm người nhà mình để thông báo. Bên phía Lam Khê Các Lam Hà vừa nhận được chỉ thị của Xuân Dịch Lão xong thì xa sầm mặt mày. Trước đã nói không đối kháng với quân Mạc Tiếu mà. Lam Hà buồn bực, trước khác giờ khác, giờ hắn lập công hội, thành đối thủ trực diện với chúng ta rồi, không tránh được. Cậu cho là hắn lập công hội chỉ để chơi thôi đấy à? Xuân Dịch Lão nói, Lam Hà không nói gì, trong lòng cậu cũng rất rõ ràng. Nhưng dù sao cũng từng quen biết Diệp Tu, Lam Hà có ấn tượng khá tốt. Lục đục với người vốn có thể trở thành bạn mình, lam hà thấy việc này thật tẻ nhạt ba công hội lớn đều hành động cả rồi lát hồi chúng ta còn có thể liên hệ thêm vài công hội khác cậu không phải kiêng nể gì cứ thẳng tay mà làm đi xuân dịch lão nói lam hà lẳng lặng đóng tin tức bần thần ngồi không một lúc sau mới thở dài thườn thượt bắt đầu triển khai ý định của xuân dịch lão đầu tiên là kiểm kê số tài khoản tự do không vào lam khê các thứ hai là bắt đầu thu thập tình báo xem từ khi công hội hưng hân thành lập đã khiến bao nhiêu công hội hao tổn thành viên những công hội này khó chịu với quân Mạc Tiếu và Hưng Hân là cái chắc, đây chính là điều mà bọn Xuân Dịch Lão định lợi dụng. Phía Trung Thảo Đường và Mưu Đồ Bá Đạo, sau khi nhận được lệnh cũng bắt đầu bận rộn. Lúc này, hệ thống lại thông báo chúc mừng công hội Hưng Hân thuận lợi thăng cấp 5. Từ khi công hội được lập đến khi lên cấp 5 chỉ chưa tới 4 tiếng, tốc độ đấy khiến không ít kẻ quản lý công hội phải giàn ruộn nước mắt. Lúc này, trong Hưng Hân cũng gieo hò sung sướng, tuy đàn gà mờ vẫn mù mờ về công hội, nhưng sau khi được hội trưởng khai sáng cũng biết cấp 5 sẽ có lợi ích rất lớn, vào cấp 5, công hội có thể có lực thủ hộ gì gì đó. Không ít người đi tìm hiểu xem lực bảo hộ rốt cuộc là cái chi chi, xem xong thì thèm nhỏ rãi. Bây giờ vừa thấy công hội lên cấp 5, cả lũ bắt đầu nhao nhao chờ lực bảo hộ giáng chân. Có thể đánh bảo hộ rồi, tuy chỉ ngồi xem mà không tham dự vào việc phát triển công hội, nhưng Trần Quả vẫn phấn khích đến mức giờ còn chưa ngủ, vừa thấy lên cấp 5 đã vội nhắc Diệp Tu. Ừm. Diệp Tu gật đầu, lực thủ hộ không phải đạt đủ cấp là tự dưng nhận được, mà phải hoàn thành một nhiệm vụ mới được, nội dung nhiệm vụ thì đơn giản thôi, đánh bại ma thần thủ hộ, chỉ cần thu phục được ma thần, công hội sẽ có được sự che chở của lực thủ hộ. Chương 350, nhân vật cao cấp, thuộc tính thủ hộ được người chơi coi trọng nhất, cũng là lực thủ hộ có giá trị tốt nhất. Nó đồng nghĩa với việc người chơi có thêm điểm thuộc tính và cho phép người chơi tự do lựa chọn cách tăng điểm. Muốn tăng điểm thuộc tính tự do, thuộc tính thủ hộ của công hội là cách duy nhất. Những cách còn lại như tăng cấp hoặc nhiệm vụ thưởng thuộc tính trong game đều là điểm tăng cố định, không được tăng tùy ý. Mỗi một cấp, thuộc tính thủ hộ sẽ cho người chơi 8 điểm thuộc tính tự do, cấp cao nhất 20 sẽ nhận được số điểm 160 cực kỳ khủng. Ảnh hưởng không hề nhẹ đến thực lực, cũng bởi mối quan hệ ấy, hiếm có người chơi nào trong Vinh Quang không vào công hội lắm. Dù không phải công hội cao nhất mà chỉ là một công hội trung bình thì mấy chục điểm thuộc tính tự do cũng tạo nên sự chênh lệch giữa hai người chơi cùng cấp và trang bị. Người chơi không muốn tham gia công hội, vậy phải nhờ kỹ thuật cá nhân bù vào chênh lệch thuộc tính, trừ thứ này ra, không còn cách nào khác. Cho dù là tài khoản chuyên nghiệp trong liên minh chuyên nghiệp, tất cũng phải đăng ký công hội trong game online, không hề có ai vô gia cư, hẳn nhiên cũng vì số điểm thuộc tính tự do ấy. Vậy nên, giới chuyên nghiệp và cộng đồng game online có quan hệ chặt chẽ với nhau. Hiện tại công hội Hưng Hân đã lên cấp 5 chuyện nhận nhiệm vụ thủ hộ khiêu chiến ma thần thủ hộ là điều cấp bách. Thực lực ma thần thủ hộ của thuộc tính thủ hộ cực kỳ mạnh, tựa như bất kỳ điểm thuộc tính nào của nó, bất kể là công phòng vật lý, công phòng pháp thuật, máu hay trạng thái phòng ngự đều rất châu bò. Sau khi nhận nhiệm vụ, Diệp Tu bắt đầu triệu tập nhân thủ ngay. Nhận nhiệm vụ ma thần thủ hộ cũng không phải chỉ đánh bậy là được, mà hệ thống sẽ đưa người khiêu chiến vào phó bản. Bên trong chỉ chứa ma thần thủ hộ, giới hạn cao nhất mà người chơi có thể vào là 20 người tất cả cao thủ như Diệp Tu, Đường Nhu, Tô Mộc Tranh, Bánh Bao Xâm Lấn. Đều có mặt, một tắc cho của Kiều Nhất Phạm vẫn đang được cày bởi người luyện thuê, không liên lạc được. Những tay lão làng như Điền Thất chưa gia nhập vào Hưng Hân, chắc chắn không thể tiến vào phó bản công hội. Đám quần chúng còn lại trong công hội, người quen biết chỉ có mình Muội Quang. Nhưng trình độ thực chiến của Muội Quang không phải chỉ thuộc hãng tép siêu bình thường, tuy Diệp Tu đã nêu phương hướng và cách luyện tập cho cậu ta, nhưng chỉ mới vài ngày, Diệp Tu cũng chẳng rõ kết quả thế nào. Còn những người chơi khác, Diệp Tu không hề biết gốc khác của họ. Cuối cùng việc tuyển người chỉ có thể xem nghề nghiệp và cấp bậc. Trụ cột để tạo thành một đoàn đội 20 người chính là cấp bậc của thành viên càng cao càng tốt. Á, à, Lam Hà ngồi trước máy tính đột nhiên thốt lên tiếng khó hiểu. Nhìn thấy hệ thống thông báo công hội hưng hân lên cấp 5, cậu bèn kêu gọi đám clone trà trộn vào bắt đầu hành động, xin gia nhập hưng hân. Thậm chí chính cậu cũng thay thành clone lập tức xin gia nhập công hội Hưng Hân. Cậu biết, với độ hot của công hội Hưng Hân, muốn lấp đầy trăm chỗ là chuyện khá nhẹ nhàng, bọn cậu phải tranh thủ mới được. Quá trình lèn vào rất thuận lợi, Lam Hà gửi yêu cầu chưa bao lâu thì đã được nhận thông báo gia nhập công hội Hưng Hân. Hầu như cùng lúc đó, ba Nick Clone mà cậu phái đi cũng lần lượt gửi tin sang, báo họ đã thành công lẻn vào. Lam Hà thành công lẻn vào Hưng Hân, lập tức lướt nhanh nội dung trên kênh công hội, phát hiện chủ yếu đang nói về lực thủ hộ, Chuyện thảo luận về lực thủ hộ trong một công hội cấp 5 cũng không có gì lạ, nhưng tiếp đấy, Lam Hà lập tức nhận được lời mời gia nhập tổ đội từ phía hội trưởng công hội quân Mạc Tiếu, điều này làm cậu khó hiểu á lên. Chưa kịp hiểu tình hình, Lam Hà bèn chọn đồng ý, sau khi gia nhập, cậu phát hiện đây không phải một tổ đội, mà là một đoàn đội 20 người được tạo thành từ hai đội. Lam Hà nhận ra ngay chuyện gì đang xảy ra, rồi cậu nhìn thấy ba clone của Lam Khê Các vừa lẻn vào cũng lần lượt vào đội. Một em trong cả ba chả hiểu gì, vừa nhập đoàn đã thấy bốn clone nhà mình có mặt đầy đủ, gã lập tức hoảng hồn, vội gửi tin cho Lam Hà, bị phát hiện rồi hả? Câu hỏi ấy làm Lam Hà hãi hùng, xong nhanh chóng bình tĩnh lại, cậu bảo gã đừng vội, rồi quan sát kết cấu đoàn đội 20 người này. Quân Mạc Tiếu, Hàn Yên Nhu, Phong Sơ Yên Mộc, Bánh Bao Xâm Lấn, Lam Hà không xa lạ gì những nhân vật này. Nhìn những kẻ ấy tụ tập đầy đủ tại công hội hưng hân, Lam Hà cảm thấy áp lực rất lớn. Cậu biết, nếu đám này muốn đi phá kỷ lục phó bản, Vậy chẳng đứa nào ở khu 10 đọ nổi chúng. Hiện tại cả lũ lại quây quần bên nhau. Mà chuyện tốt nhất bấy giờ là, cấp bậc của bánh bao xâm lấn bị bỏ lại một khoảng xa. Lam Hà vừa thấy liền biết đây là hậu quả của việc không tham gia hoạt động Noel. Trong đội ngũ của quân Mạc Tiếu còn có một nhân vật quỷ kiếm sĩ. Lam Hà nhớ rõ tên nhân vật là một tất cho, lúc này không có trong danh sách. Mở bảng nhân vật công hội, Lam Hà đang chuẩn bị tìm thử. Nhưng danh sách thành viên công hội lại mặc định theo thứ tự đầu tiên là chức vụ trong hội, thứ hai là cấp bậc. Lúc này, ngoại trừ hội trưởng quân Mạc Tiếu, Hưng Hân không có bất kỳ chức vụ gì, vậy nên nó được xếp theo cấp bậc. Bỏ ba người đứng đầu là quân Mạc Tiếu, Hàn Yên Nhu và Phong Sơ Yên Mộc hiện đang 39, lướt xuống nữa, Lam Hà thấy rõ bốn clone của Lam khê các nhà mình. Lam Hà lập tức hiểu được lý do vì sao bốn người họ được mời vào đoàn đội. Bởi vì họ là đám có cấp bậc trội nhất trong Hưng Hân. Có bước khởi đầu như vậy coi như không tồi cấp bậc cao đi đôi với địa vị cao, tuy tạm thời chưa trở thành những nhân vật nòng cốt trong đám quân mạc tiếu, nhưng ít ra, họ đã tiếp cận gần hơn so với đám người chơi cấp thấp. Lam Hà Tiệt Tây mở danh sách sang trang sau, rồi bất chợt khựng lại. Cấp bậc của người chơi trong công hội Hưng hân hóa ra sức mẻ búa xua. Nhân vật trong tay Lam Hà cấp 36, ba tài khoản khác của họ cũng 36. Mà tài khoản có cấp xem xem vậy rất hiếm trong 500 người của hưng hân, trong công hội này, tổng cộng chỉ có 19 người trên cấp 35 tất cả những người bên dưới đều 35, cậu mở trang cuối, ngay cả người chơi cấp 20 cũng có. Lam Hà hoang mang, cậu đoán được cấp bậc của người chơi hưng hân không thể so với những kẻ top đầu trong các công hội lớn như Lam Khê Các, nhưng giờ nhìn lại, ngay cả cấp bậc trung bình của họ cũng thua xa. Trong Lam Khê Các, người chơi trên cấp 35 chiếm đa số, dưới 35 là số ít, còn những kẻ chưa đến cấp 30 đừng hòng mơ tưởng đến việc bước vào ngưỡng cửa Lam Khê Các. Với tiếng tăm của quân Mạc Tiếu ở khu 10, kèm thêm độ hot của công hội hưng hân vừa thành lập, chúng hoàn toàn có tư cách đặt một ngưỡng cửa như các công hội phát triển lớn mạnh. Nhưng chúng chỉ mời một nhóm chủ lực nhỉnh hơn 30, chúng định làm gì? Nuôi từ lúc cấp thấp, gây dựng lòng trung thành của người chơi đối với công hội. Lam Hà khó hiểu, chỉ đành đoán mò. Cậu lại thuận tay mở danh sách xin gia nhập công hội, lật một hồi, cậu mới phát hiện ra không phải hưng hân không muốn chọn, mà là người chơi trên cấp 35 xin gia nhập công hội vốn không có nếu có thì sớm đã được duyệt vào ví dụ như đám clone mà Lam Hà phái đi chẳng lẽ người chơi cấp cao không ai coi trọng công hội của quân Mặc Tiếu Lam Hà bất chợt nghĩ thế, song khoái trí chưa tới một giây cậu đã cảm thấy vô lý rồi dù rằng người ta không coi trọng nhưng cả khu có nhiều người như vậy cả đám thống nhất không coi trọng vậy chẳng phải không bình thường sao Lam Hà cũng là một tay lão luyện bình tĩnh ngẫm nghĩ một hồi cậu nhanh chóng hiểu được mọi chuyện đây chính là mầm mống tai họa do hoạt động Noel mang đến và cũng do tầm nhìn hạn chế của cậu từ việc ở trong một công hội lớn. Trong mắt Lam Hà, cấp 36 không phải cấp cao. Điều kiện gia nhập Lam Khê Các của họ lúc bấy giờ, không trên 35, cậu sẽ không nhận. Những kẻ dưới 35 trong công hội đều là những kẻ gia nhập ở thời kỳ đầu, thăng cấp rất chậm. Tính bao quát cả khu 10, những kẻ tầm 36 cầy cú trong rừng rậm bừng cháy sắp sửa tốt nghiệp leo lên khiêu chiến ở thành tội ác, Trừ những em hợp tác với Diệp Thu thăng cấp biên cuồng trong hoạt động Noel ra, đám người đấy cũng thuộc top đầu rồi. Nói cách khác, nếu không nhờ đấu pháp châu bò do Diệp Thu dẫn dắt vào hoạt động Noel, và các công hội lớn chỉ theo lẽ thường mà cạnh tranh không kịch liệt ở thành tội ác như chém giết làm nhiệm vụ, thì cấp bậc cuối cùng vẫn là 36, giống những kẻ không tham gia hợp tác như người của Gia Vương Triều. Mà những kẻ đó vốn thuộc hàng tinh anh trong các công hội lớn là top đầu khu 10. Hoạt động lễ Noel đã tạo nên gần trăm người có cấp bậc biến thái. Đó là cấp bậc không nên tồn tại trong tình huống bình thường. Bây giờ, đây mới là những người chơi cấp 36, trải qua mấy ngày sau hoạt động Noel bèn tăng thêm 1, 2 cấp. Tiếp đó, cấp bậc hơi kém hơn, cũng là đa số người chơi thường trong các công hội lớn của họ. Nói cách khác, hiện nay người chơi khoảng 36 ở khu 10 không nhiều, hơn nữa đều nằm trong các công hội lớn. Một số khác không nằm trong công hội lớn, nhưng cấp bậc nổi trội như vậy, e rằng đã có công hội cả rồi dù muốn gia nhập hưng hân, sau khi rút lui cũng phải đợi 5 ngày. Còn những người không có công hội, chơi đến cấp này rồi, chỉ sợ không thích hoạt động công hội, không để ý việc hưng hân thành lập. Cuối cùng, các tài khoản chống có cấp bậc phổ biến trong các công hội lớn của họ, đều chạy tới hưng hân xin gia nhập, lập tức trở thành hạc trong bầy gà. Lam Hà nghĩ thông suốt điểm này, lại nhìn danh sách người chơi trên cấp 35 của công hội hưng hân, trong giây lát cũng ngây người. Lúc này, khu 10 chỉ sợ không có bao nhiêu người chơi cấp 36 đến nương tựa công hội hưng hân. Không lẽ hơn 10 nhân vật trên cấp 35 này, tất cả đều lạc clone do công hội lớn phái tới nằm vùng như bốn người Lam khê các nhà họ. chương 351, nhân vật đáng ngờ, Lam Hà vừa nghĩ chuyện này, càng nghĩ càng thấy khả năng rất cao. Nhưng mấy tài khoản chống đều là tài khoản bí mật của các công hội, trước khi chưa bị bại lộ hoàn toàn, ai cũng không muốn bị đứa khác biết. Tuy nhiên, mọi người không cần để lộ nhân vật với nhau, Họ chỉ cần xác nhận có phải người phe mình đang trà trộn vào Hưng Hân không là được. Lam Hà ngẫm nghĩ, định bụng kéo danh sách bạn tốt tìm hội trưởng của các công hội khác, mãi đến khi thấy danh sách trống rỗng, cậu mới chợt ngớ ra. Giờ mới nhớ mình đang dùng clone, không phải tài khoản Lam Hà, nên nào có những tên bạn tốt kia chứ. Bất đắc dĩ, Lam Hà đành liên lạc với Xuân Dịch lão ở khu 10, nói đơn giản tình huống mà mình phân tích được. Chờ vừa gửi tin nhắn sang, ngay lập tức Xuân Dịch Lão đã trả lời lời ít ý nhiều như cũ. Không lâu sau, Xuân Dịch Lão lại gửi tin khác. Lần này thẳng thắn chỉ có một chữ quy. Lam Hà giật cả mình. Cũng may quen cách Xuân Dịch Lão gửi tin, cậu hiểu ngay ý là muốn cậu ôn nô kêu Vội thu nhỏ cửa sổ trò chơi. Sau khi đăng nhập số kêu cậu lập tức nhận được lời mời tham gia group chat. Đi vào nhìn thử, nhóm cực kỳ náo nhiệt, gồm mười mấy em, đều dùng ID trong game làm nick, chẳng đứa nào mà Lam Hà không biết sau khi Lam Hà vào group chat, lại có thêm mấy người vào nữa. Trong group chat không phải một người đại diện cho cả công hội, như Lam Khê các bọn họ, trừ hội trưởng khu 10 là cậu, còn có lão đại công hội Xuân Dịch Lão cũng tham gia thảo luận. Hình như tất cả đều phát hiện ra chuyện gì rồi nhỉ? Người lên tiếng đầu tiên là thiên nam tinh của Trung Thảo Đường. Chúng ta không cần nói tài khoản ID, mỗi nhà hãy thông báo số người đã gia nhập, chúng ta cần xác định rõ đã. Dạ độ hàn đàm của mưu đồ bá đạo đưa ra đề nghị lam hà vừa thấy hai người lên tiếng bè nhiều ngay người khác cũng như mình phát hiện toàn bộ người chơi cấp cao hiện nay trong công hội hưng hân đều là người phe ta bên tôi có bốn dạ độ hàn đàm đưa ra đề nghị chính mình cũng lên tiếng đầu tiên giống vậy bốn người lam hà lập tức nói ba xa tiền tử của trung thảo đường nói hai người cô ẩm của luân hồi cũng có mặt chiến đội luân hồi có dã tâm rất lớn trong mùa giải này dẫu công hội trong game không mạnh lắm nhưng họ vẫn đang cố gắng phát triển một, một, còn hai công hội khác, mỗi nhà đã lẫn vào một người. Cộng hết người của mỗi nhà vừa đủ 15 em, mà bây giờ trong công hội hưng hân có tổng cộng 19 nhân vật trên cấp 35. Loại quân mạc tiếu, Hàn Yên Nhu, Phong Sơ Yên Mộc là ba người, nói cách khác, chỉ có một người chơi cấp cao là chẳng liên quan gì đến họ. Trong group chat cả lũ tranh nhau gửi hàng loạt biểu tình há mồm trợn mắt. Nếu đối phương vẫn chưa nhận ra, thì tình hình hiện nay quả thực khá tốt. Sa tiền tử của Trung Thảo Đường đột nhiên nói một câu. Tôi hiểu ý ông, Lam Hà nói, nhưng làm sao mà đối phương không nhận ra chứ? Chúng ta đồng loạt xin gia nhập khi Hưng Hân vừa lên cấp 5. Trước thì có thể thêm vài ba người cấp cao, mà bây giờ, thoáng cái nhiều người chơi cấp cao chạy tới như vậy, thế còn chưa đủ để nhận ra sự bất thường sao? Nhưng ông xem, người của chúng ta đều được hắn mời vào đoàn đội, đoàn này hiển nhiên phải đi khiêu chiến ma thần thủ hộ. Điều đó chứng minh hắn không hề nghi ngờ chúng ta." Sa Tiền Tử nói, "Thế thì chưa chắc có khi hắn chỉ muốn lợi dụng chúng ta để đánh ma thần thủ hộ thôi lam hà nói vậy e là hắn vĩnh viễn cũng không đập được con ma thần đấy sa tiền tử trả lời mọi người vừa nghe đã hiểu ý của sa tiền tử là nếu dựa vào họ cả đám sẽ không dùng hết sức cố ý đánh không lại ma thần thủ hộ tuy rằng làm thế sẽ ảnh hưởng xấu đến tài khoản của họ nhưng họ vốn đã chuẩn bị tinh thần hy sinh mấy cái clone này bất kể chúng có trở thành những tài khoản vô dụng ngay không tôi nói này nếu chúng ta không đánh ma thần thủ hộ hết sức, bọn chúng sớm muộn gì cũng vượt qua bằng chính sức mình. Thất bại vài lần, cùng lắm chỉ tổn hại đến hình tượng công hội của chúng mà thôi, nó vẫn còn cách mục tiêu mà chúng ta dự trù xa lắm nhỉ?" Dạ Độ Hàn đàm nói, cả bọn nghe xong bèn trầm ngâm, "Đúng, làm như vậy quả thực không gây tổn thất nặng nề gì. Có điều làm thế sẽ chiếm được sự tin cậy của chúng." Hội trưởng Thiên Nam Tinh của Trung Thảo Đường đột nhiên ngoi lên nói một câu. Sau đó, Xuân Dịch Lão cũng gửi một câu ừ tán thành, lại không nói ra nguyên nhân. Mỗi khi đến thời điểm chat, gã sẽ trở nên vô cùng im lặng. Group chat tập trang những tay già đời của Vinh Quang, tuy không nghe giải thích, nhưng ai cũng hiểu mười mươi ý tưởng chiếm được sự tin cậy này. Ma thần thủ hộ có độ khó cố định, được quyết định bởi đẳng cấp công hội, chứ không liên quan gì đến cấp bậc người chơi. Nếu 20 người chơi cấp 70 giết ma thần thủ hộ cấp 1 của một công hội cấp 5, thế không có gì khó. Nhưng đối với những nhân vật khoảng cấp 35 đến 39 như họ, chuyện giết ma thần thủ hộ cấp 1 vẫn không thể khinh thường. Vào thời kỳ đẳng cấp tối đa của Vinh Quang mới 50, công hội thường sẽ đợi đến khi đủ 20 em cấp 50 thì mới bắt đầu giết ma thần thủ hộ. Về sau, cao thủ có kinh nghiệm trở nên tăng vọt, dần già mới giảm đẳng cấp yêu cầu xuống. Như những kẻ khai hoang khu 10 của các công hội có câu lạc bộ, họ chỉ cần gom đủ 20 em cấp 30 là có thể giết được ma thần thủ hộ. Thế nhưng tình hình ở công hội hưng hân không giống vậy, trừ đám người nằm vùng không có ý tốt như họ ra, đây chính là một công hội toàn ma mới. Tình huống giống hệt vinh quang tuổi ban đầu, người mới thì tuổi gì mà đòi giết ma thần thủ hộ, nên dù có nằm khoảng cấp 35 đến 39 đi nữa, chuyện giết ma thần thủ hộ cũng được coi là mối họa lớn. Đám nằm vùng như họ muốn tránh bị nghi ngờ, hay lừa gạt được sự tín nhiệm của bọn quân mạc tiếu, tất phải ăn hành ở chỗ ma thần thủ hộ vài lần như mấy em ma mới, thế mới rửa sạch được mối hoài nghi về thân phận công hội lớn. Chuẩn, cứ làm vậy đi, tưởng du của mưu đồ bá đạo cũng nói thế, rồi ai nấy lần lượt tán thành. Trong game, những nhân vật trên 35 như họ đều được mời vào đoàn đội, cộng thêm 4 nhân vật quân Mạc Tiếu, Hàn Yên Nhu, Phong Sơ Yên Mộc và Bánh Bao Xâm Lấn vừa vặn 20 người. Lúc này quân Mạc Tiếu đang ở kênh đoàn đội thảo luận với họ về đấu pháp khiêu chiến ma thần thủ hộ, sắp nói xong rồi. Đấu pháp này, dĩ nhiên họ không cần nghe, mà có cần nghe đi nữa, cả bọn sẽ cố ý không nghe, họ đang vờ làm ma mới mà. Rốt cuộc cũng thấy có người chơi trên cấp 35 xin vào công hội, Trần Quả cảm thấy vui vẻ không thôi. Lúc này trời đã muộn, cô lại không hề buồn ngủ. Không chỉ mình cô, toàn bộ công hội hưng hân hầu như không ai lo cao, tất cả đang đợi mảnh đánh bại ma thần thủ hộ kia. Vì vậy một mặt thì tiếp tục hăng say làm nhiệm vụ công hội, một mặt coi chừng tin tức. Diệp Tu đã giới thiệu xong cách giết, kết quả trong kênh im tin thiết, Đứa nào cũng được mặt ra, chẳng biết nghe hiểu hay không. Trần Quả nhìn thấy phản ứng mà chợt lo lắng, cô cũng từng gia nhập công hội khác trước khi vào Gia Vương Triều, từng giết qua ma thần thủ hộ, biết rõ thực lực con boss này không dẫn được. Khiêu chiến ma thần thủ hộ thất bại, thứ nhất mọi thương vong đều phải gánh vác, thứ hai sẽ lãng phí tiền khiêu chiến, nhiệm vụ khiêu chiến này phải đóng tiền mới được làm, thứ ba, bất kể khiêu chiến thành công hay thất bại, cũng sẽ bị thông báo trên kênh thế giới khiêu chiến thất bại chắc chắn sẽ đả kích đến sĩ khí của công hội phá hoại hình tượng công hội những tổn thất ấy mấy tên trong công hội có câu lạc bộ cảm thấy chưa đủ đô còn trần quả chỉ nghĩ thôi đã thấy đau lòng mặc dù có đại thần diệp tu bảo kê nhưng trần quả vẫn lo lắng có làm được không có cần chờ mọi người tăng cấp cao thêm chút mới đi giết không trần quả nói yên tâm đi diệp tu quay đầu lại mỉm cười nói một câu cậu xem mấy thằng đầu gỗ này đi chẳng có chút phản ứng gì, chắc chúng không hiểu cậu đang nói gì đâu. Trần Quả nhìn bảng ghi chép trò chuyện trên kênh đoàn đội, vẫn chỉ mỗi Diệp Tu không ngừng gửi tin, những người khác nhín khe không lên tiếng. Trần Quả đột nhiên nhớ đến chuyện gì, đầu khẽ nghiêng, hỏi đường nhu ngồi bên Diệp Tu, tiểu đường, em có thể hiểu thằng này đang nói gì không? Không như Trần Quả nghĩ, đường nhu lắc đầu khó hiểu. Đối với một người chưa từng gặp ma thần thủ hộ, cô không hiểu lắm đấu pháp mà Diệp Tu đang giảng giải. Cậu xem, thế không được đâu trần quả gấp lên đám kia đều là ma mới chúng không hiểu cậu đang nói gì đâu hơn nữa loại người mới không hiểu mà giả vờ hiểu hết rồi không thèm hỏi là đáng sợ nhất lỡ vào rồi thì đánh đấm thế nào đây tiểu đường không sao cả kỹ thuật của em ấy qua chắc vào rồi thì vừa học vừa đánh không vấn đề gì diệp tu cười nói chị không nói em ấy chị bảo mười mấy đứa kia kia trần quả chỉ vào danh sách đoàn đội trên màn hình diệp tu mà nói mấy đứa này hả thế càng không thành vấn đề Diệp Tu không quay đầu lại, nhưng khóe miệng rõ ràng đang nhếch lên, đợi đến khi Trần Quả vội vã nhìn qua, nụ cười quỷ dị kia đã biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt bình tĩnh. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Trần Quả nghĩ chắc chắn có ẩn tình, tôi không dám chắc trong nguyên đám đấy không có ma mới, nhưng nói toàn bộ đều mới, khả năng này không cao. Diệp Tu cười nói, cậu dựa vào đâu mà chắc chắn thế? Trần Quả hỏi, dựa vào đẳng cấp của chúng ấy. Diệp Tu trả lời, là bởi vì đẳng cấp họ cao. Trần Quả nói, Diệp Tu gật đầu, lý do nghe như đùa vậy. Trần Quả nói, tranh lệch đẳng cấp hiện nay ở khu 10 có hơi biến thái. Diệp Tu chỉ nói một câu, tiếp đó đổi luôn đề tài, chỉ có biết rằng, mỗi công hội của câu lạc bộ sẽ sở hữu một số lượng lớn tài khoản clone không. Tài khoản clone, là tài khoản không vào công hội ấy. Diệp Tu nói, để làm gì, Trần Quả quả nhiên không biết, để làm vài chuyện không tiện làm ngoài sáng, thường thấy nhất, ví dụ như nằm vùng. Diệp Tu nói, Trần Quả giật mình, cô đã từng nghe không ít chuyện về kẻ nằm vùng công hội trong Vinh Quang rồi. Ý của cậu, những nhân vật này đều do các công hội cử đến nằm vùng. Trần Quả nói, nhân vật từ cấp 35 trở lên vốn không có bao nhiêu, lại còn là người tự do không công hội nữa, mình vừa phất lên đã xuất hiện ngay, ngoại trừ những tài khoản trống do công hội nuôi, quả thật chẳng còn khả năng nào nữa. Diệp Tu nói, chương 352 đều có mưu đồ. Thế cậu biết rõ những tên cấp cao kia là gián điệp mà vẫn cho chúng vào sao?" Trần Quả nói, "Đúng đó, vừa lúc để tụi nó giúp mình đánh thủ hộ luôn." "Cấp cao vẫn tốt hơn cấp thấp mà ha." Diệp Tu nói, "Nhưng nhớ đâu mấy tên đó cố ý không đánh hết sức thì sao?" Trần Quả vẫn lo lắng như cũ. "Ha ha, đánh thả tay cũng phải có kỹ thuật và mức độ, nhưng quá rõ chẳng khác nào tự tố cáo chính mình. Đừng quên thân phận của họ là nằm vùng đấy, vừa vào công hội không bao lâu đã bại lộ thân phận mà mục đích chỉ là cản trở chúng ta đánh thủ hộ thôi sao? Trả giá lớn quá rồi, mấy ức nằm vùng chỉ có thể dùng một lần, còn nhiệm vụ thủ hộ của chúng ta đâu phải chỉ duy nhất lần này đâu. Diệp Tu nói, Trần Quả hoàn toàn không còn gì để nói, chỉ có thể đồng tình vô hạn nhìn đám nhân vật cấp cao của Hưng Hân trong đoàn đội, chắc cả lũ vẫn cho rằng kế hoạch nằm vùng của mình rất thành công nhỉ. Thấy Trần Quả không còn nghi ngại gì, Diệp Tu mới quay đầu lại, hỏi trong đoàn đội một câu, nói chung là vậy đó, có chỗ nào không hiểu không? lão đại anh nói thế nào thì cứ oánh thế đó đi. Bánh bao xâm lấn là người thứ nhất lên tiếng, cách nghĩ luôn đơn giản như trước. Hiểu rồi hiểu rồi, những người khác ẩm ý đáp lại, đều đang nỗ lực sắm vai những ma mới vừa gia nhập công hội hưng hân. Tốt, Diệp Tu thấy cả đám trả lời cũng đáp lại một tiếng, sau đó thực hiện một thao tác. Vốn có hai đội, mỗi đội 10 người giờ bị chia ra thành 7 đội, 6 đội 3 người và một đội hai người, đó cũng chính là hai nhân vật của Diệp Tu và Tô Mộc Tranh. Vào thôi, sau câu nói của Diệp Tu, một đoàn 20 người được nhanh chóng đưa vào phó bản khiêu chiến ma thần thủ hộ. Phó bản này chỉ có một boss, không gian cực rộng, nhưng chiều sâu hầu như chẳng có. Vừa vào đã nhìn thấy ngay ma thần thủ hộ đang ngủ say phía trước, vóc dáng boss hiện rõ giữa lớp sương mù. Đội 1, 2, 3 qua bên trái, đội 4, 5, 6 qua bên phải. Diệp Tu ra lệnh, mấy nhóm người trong đoàn dĩ nhiên nghe qua liền hiểu ngay cách đánh số này. Vậy là ba đội sang trái, ba đội sang phải, dừng, Diệp Tu Hô, sáu đội đành phải dừng lại. Những mệnh lệnh này đơn giản gần chết, bọn Lam Hà muốn giả bộ làm lính mới cũng không thể nào phạm sai lầm với những chỉ thị dạng này. Đó không phải lính mới nữa, mà thành đồ ngu luôn rồi. Hai bên xếp thành hai hàng, ai nghề cận chiến đứng trước, ai đánh xa thì đứng sau. Hai bên giữ khoảng cách trong 24 ô tọa độ. Biết nhìn ô tọa độ thế nào không? Đặt con chuột lên nhân vật đối diện, sau đó nhìn tọa độ hiện ra, rồi xem tọa độ của mình, sau đó từ từ tính toán. Diệp Tu rất kiên nhẫn chỉ bảo, nhóm nằm vùng không biết nên khóc hay cười. Quân Mạc Tiếu quả thật đang xem bọn họ như người mới mà chỉ dạy tận tình, đây là điều nên vui mừng mới phải. Chẳng qua, đột nhiên được người ta giảng giải những kiến thức cơ bản muốn chết như vậy, lại có cảm giác rất muốn khóc. Ừ, ừ, làm tốt lắm. Mạch Trúc, ông lui về sau một chút, người bên phải kia bước qua trái một bước. Diệp Tu bắt đầu tự mình chỉ dẫn, tình cảnh y hệt đang chỉ huy đám nhóc tỷ nhà trẻ xếp hàng ngay ngắn. Nhóm nằm vùng bị lăn qua lăn lại đến mắc mệt, căn bản là đang phải diễn kịch ngay trước mắt đối phương. Làm thế nào để diễn tròn vai lính mới mà không lộ sơ hở đây? Một chỗ đứng như vậy, mất bao lâu mới đứng đúng thì thích hợp đây? Quá nhanh thì có vẻ quá thành thạo, quá lâu thì có phải quá ngu không? Một đống người xoắn suýt vô cùng, lúc tính cự ly còn cố giả đò tính lột, kiểu nào cũng có nhưng đều bị Diệp Tu chỉnh lại, rốt cuộc mất hết mấy phút, vụ đi đứng này mới xong xuôi. Được rồi, bây giờ mọi người đừng cử động, chờ chỉ thị của tôi. Diệp Tu nói, cả đám trầm mặc, bọn họ đã nóng lòng muốn lao tới trước mặt ma thần thủ hộ, rồi cố ý thả tay để chết ra lẹ. Dụ quái đi, Diệp Tu gửi tin cho phong sơ yên mộc của Tô Mộc Tranh. Vâng, Tô Mộc Tranh trả lời xong, thao tác điều khiển Tô Mộc Tranh nâng khẩu pháo hạng nặng lên, một chiêu pháo chống tăng oanh liệt bắn ra. Ba viên đạn pháo kéo theo ngọn lửa bay vù qua hai hàng người đứng xếp hàng hoan nghênh, dân tình nằm vùng đứng hai bên mà cảm xúc dân trào cuối cùng cũng bắt đầu rồi không ít người kiềm lòng không đậu chuẩn bị nhào lên nhảy về sau ba bước ai dè ngay lúc này quân mặc yếu lại đưa ra mệnh lệnh mệnh lệnh vẫn đơn giản đến đáng giận có đánh bài vờ cũng không thể nói đách biết đi đám người hai bên đành lui về sau ba bước những người từng đánh thủ hộ ma thần biết rõ thuộc tính của boss nên tâm tình rất bực bội bởi vì họ biết ba bước lui này có ý nghĩa gì ầm 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 ba tiếng pháo vang lên Ánh lửa dữ dội của pháo chống tăng khiến hình dáng khổng lồ của ma thần thủ hộ giữa đám xương mù có vẻ bé nhỏ hẳn. Chợt nghe một tiếng gầm giận dữ, thân hình kia đã nhanh chóng đứng thẳng dậy. Khí khái đỉnh thiên lập địa, chỉ dựa vào tỷ lệ đã có thể cảm nhận rõ thứ này và nhân vật của người chơi không cùng một thể trọng. Gào, gầm lên một tiếng phẫn nộ, thân hình cao lớn nhưng không hề nặng nề, ma thần thủ hộ bỗng nhiên nhảy bổ ra từ đám xương dày đặc, lao vào khoảng trống chính giữa hai đội trái phải đang nhiệt liệt hoan nghênh boss đến. Hình ảnh trên màn hình của mọi người hơi lung lay, đây là cách vinh quang biểu hiện tình huống đất trời rung chuyển. Bụi đất rơi vụn tựa như một con rồng lớn lướt qua mọi nơi, mà ẩn nấp trong lớp bụi mù kia chính là làn sóng xung kích sắc như dao do ma thần thủ hộ vừa đáp đất gây ra. Thế nhưng, Diệp Tu đã sớm chỉ huy mọi người nhảy về sau ba bước, vừa vặn tránh khỏi đợt sóng xung kích này. Những tên nằm vùng quen thuộc với ma thần, vốn định cải trang thành mấy em lính mới thơ ngây chẳng biết gì, đầu tiên bị sóng xung kích quét ngang sau đó ăn hai cước của ma thần rồi đi bán muối. Ai biết quân Mạc Tiếu khi chỉ huy đã nắm chắc phạm vi, chỉ dẫn rõ ràng, làm cả bọn chẳng chui được chỗ nào. Chờ chỉ thị của tôi rồi tấn công lần nữa. Diệp Tu lại nhấn mạnh lần nữa, khiến các anh hùng nằm vùng sớm đã dục dịch bèn ngượng ngùng ngưng làm bậy nữa, chỉ ngoan ngoãn đứng yên ở hai bên trái phải. Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu đã rút ra ô thiên cơ từ sớm, giơ súng trường trước người, lửa phun, một phát súng bắn ra chút lửa đạn nhỏ nhoi ấy nổ mạnh lên người ma thần thủ hộ quả thật làm người ta cảm thấy chẳng bỏ bèn gì có điều đấy chỉ là hiệu ứng trong game về số liệu thương tổn thì không tồi tí nào quân mạc tiếu vừa nhảy ngược vừa liên tục nã súng phong sơ yên mộc cũng theo sát cạnh hắn không ngừng công kích ma thần thủ hộ đám người chơi đứng bên dòm khó hiểu nếu quân mạc tiếu đi hút thù hận thì tại sao bậc thầy pháo súng kia tiếp tục tấn công đây là đấu pháp gì vậy mọi người còn đang ngờ ngợ ma thần thủ hộ đã xông lên thân hình cao lớn của nó chỉ một bước đã di chuyển được đến mấy ô. Không cần đến hai bước đã vào tới phía trước hai người, một chân dơ lên dẫm về phía cả hai. Trường 353, muốn chết cũng không được. Nhóm nằm vùng vây xem hai bên chìm trong im lặng, bọn họ đều ước gì cú đậm chân ấy sẽ khiến quân Mạc Tiếu và Phong Sơ Yên một tạch luôn. Nhưng tiếng tâm của quân Mạc Tiếu có được ở khu 10 cũng không phải do thổi phồng, đơn giản thế mà đã rất đài, vậy còn sỉ nhục hơn chôn hững công hội từng ăn hành hơn nữa với đám lam hà đã biết thân phận quân mạc tiếu cơ bản cũng đoán được bậc thầy pháo súng phong sơ yên mộc là tô mộc tranh độ ăn ý của tổ hợp hai người này luôn đứng đầu trong liên minh chuyên nghiệp đỉnh cao nhất vinh quang cho nên khi những người ở đây còn nghi ngờ đấu pháp của cả hai thì lam hà đã bi thương đầy bụng cậu biết bởi vì trình của người ta rất cao nên mới có thể đánh ra các chiêu thức mà người thường không làm được thậm chí nhìn không hiểu quả nhiên bất kể cả bọ lâu lắng chờ mong hay nghi ngờ tất cả đều dư thừa một giấm của ma thần thủ hộ giấy lên một đợt sóng địa chấn hai nhân vật cùng nhảy lên cao chĩa nòng súng bắn tóe lửa xuống đất đồng thời dùng kỹ xảo phi pháo chuẩn xác tránh khỏi cú dẫm của ma thần thủ hộ và thương tổn của sóng xung kích mà cú dẫm ấy mang đến khi đáp xuống hai nhân vật đã ở phía sau ma thần thủ hộ tuy động tác của ma thần không chậm nhưng thân thể cao lớn khiến việc xoay người trở nên trì trệ chỉ trong khoảnh khắc ấy quân mạc tiếu và phong sơ yên mộc đã tấn công liên miên làm hội nằm vùng được mở rộng tầm mắt Tuy chưa đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp, nhưng ai nấy đều là những cao thủ lão luyện trong game, tốt xấu vẫn nhìn ra được. Chỉ bằng khoảng thời gian thực hiện công kích đã có thể nhìn ra khả năng nắm vững nghề và thao tác kỹ năng của cả hai vượt xa người chơi thường. Hội vây xem cũng không còn yên lặng nữa, nơi nơi bất giác bật lên tiếng thán phục. Trái lại, đám người biết rõ ẩn tình như Lam Hà lại bình tĩnh hơn. Chịu đòn tấn công của cả hai, cuối cùng ma thần cũng xoay người xong, lần này không dẫm chân nữa, mà phất tay bổ một luồng kình phong tới. Nhưng Diệp Tu và Tô Mộc Tranh đã đề phòng trước, thoải mái né thoát, lại vọt thẳng đến phía sau ma thần thủ hộ tiếp tục công kích. Liên tiếp mấy lần như thế làm cho cả đám cùng trợn mắt há mồm. Ma thần thủ hộ xoay người chậm, đó chỉ là cách nói chung chung mà thôi. Thật ra động tác của nó vẫn nhanh nhẹn lắm, một chi tiết không thể xem như nhược điểm, dưới thao tác cao siêu của cả hai, chợt trở thành một nhược điểm chịu sự tiến công liên tục. Mà nhân vật của hai người thì sao? Không chút mảy may trong suốt quá trình, hội nằm vùng lại xôn xao tuy chả ai biết ai thuộc nhà nào nhưng người cùng công hội vẫn biết nhau trực tiếp tán gẫu bằng mồm a à đù quân mạc tiếu còn lợi hại hơn sự tưởng tượng của tao ôi bậc thầy pháo súng kia là ai có khi còn lợi hại hơn quân mạc tiếu ấy hai đứa này là người trái đất như tụi mình à, có người còn chửi xéo một cách khoa trương lại có vẻ gần đúng nhất trong nhất thời hội nằm vùng quên mất mục đích trà trộn chỉ lo thán phục đấu pháp ngoạn mục của cả hai một lát sau mới có đứa nhớ tới mục đích vào đây song cũng chẳng thay đổi được gì vị trí hiện tại của họ không thể bị ma thần thủ hộ đánh tới muốn chết cũng không được qua hồi lâu mọi người bất chợt nhận ra đấu pháp của quân mạc tiếu và phong sơ yên mộc dẫu xuất sắc nhưng tưởng xử lý ma thần thủ hộ chỉ với hai người lại là chuyện bất khả thi cho dù toàn bộ quá trình không phát sinh sai sót gì pháp lực trung quy cũng hao hết nhân vật không thể dùng kỹ năng chắc chắn không thể vật lộn với ma thần thủ hộ nữa Hoạt động ma thần thủ hộ quy định 20 người chơi tới giết, đủ để biết cấp bậc còn cao hơn boss ẩn ở phó bản 5 người. Kỹ xảo duy trì lâu dài của người chơi có cao siêu mấy thì cũng khó có thể dựa vào hai người chống đỡ hoàn toàn cục diện. Huống chi, tiết tấu công kích của cả hai quá cao, pháp lực tiêu hao vượt xa người chơi thường, thành ra sẽ khó kéo dài hơn. Trận chiến này, cuối cùng vẫn phải dùng đến sức mạnh tập thể. Nghĩ đến đây, hội nằm vùng dần bình tĩnh lại, cả hai lợi hại đấy, nhưng họ vẫn đạt được mục đích của mình. Mặc kệ thế nào, chỉ cần được tham gia vào cuộc, sợ gì không có cơ hội tự sát chứ. Trong lòng ai này đều tính toán như thế, lại PM thảo luận riêng cùng công hội nhà mình. Chính lúc này, quân Mạc Tiếu và Phong Sơ Yên một chợt thao tác khác trước, hai nhân vật dùng kỹ xảo phi súng bay về phía hàng người nằm vùng bên trái. Ma thần thủ hộ nhanh chóng đuổi theo, hội nằm vùng không hề hoảng sợ, lòng còn ôm đầy chờ mong. Chết mà thấy sướng quá chừng, đây quả là trải nghiệm hiếm có trong kiếp sống game online nhân vật của cả lũ cùng dục dịch, chỉ cần ma thần thủ hộ tấn công, cả bọn sẽ không chủ động hiến thân ngay, mà có thể giả vờ phản ứng chậm. Gần hơn, gần hơn nữa, chỉ mất vài bước nhỏ, ma thần thủ hộ đã lao đến trước mặt đội ngũ. Ngay vào lúc sắp ập về phía hàng người, thì nó đột nhiên xoay người lại. Đánh, quân mạc tiếu chợt hô to vào lúc này, hội nằm vùng ngẩn ra, chỉ thấy ma thần thủ hộ đưa lưng về phía mình, lộ ra sơ hở lớn. Một đám không tự chủ được mà bắt đầu tấn công. Ai dè ma thần thủ hộ không hề để ý tới họ, cứ khăng khăng cất bước rộng đuổi tới trước. Hội nằm vùng cũng tự động đuổi giết, ngóng trông ma thần thủ hộ có thể thoáng quay đầu vì mình. Nhưng họ biết đó là không thể, bởi giờ họ đã rõ, quân Mạc Tiếu và Phong Sơ Yên Mộc đã phân công làm việc từ lúc nào. Bấy giờ, quân Mạc Tiếu đứng cạnh họ, Phong Sơ Yên Mộc thì đứng hàng đối diện. Mục tiêu ma thần thủ hộ nhắm đến chính là Phong Sơ Yên Mộc. Đến lúc này hội nằm vùng mới phát hiện, họ còn không biết điểm thù hận của ma thần thủ hộ đang thuộc về ai ban đầu là phong sơ yên mộc dụ quái rồi quân mạc tiếu xông về trước hai người cùng tiến cùng lùi ma thần thủ hộ đánh tới đánh lui ấn tượng trong đầu mọi người là nó đang đuổi theo cả hai còn cụ thể là ai chả rõ nữa có thấy đâu mà rõ nhưng hiện tại hai người vừa tách ra tình cảnh bèn trở nên rõ ràng điểm thù hận của ma thần thủ hộ chắc chắn thuộc về phong sơ yên mộc còn trước đấy thì sao Thời điểm ma thần thủ hộ lao tới hàng bên trái là do hai người cùng dẫn tới, lúc ấy cả hai còn đi chung. Rồi Phong Sơ Yên mục rút về hàng bên kia, ấy vậy mà hội nằm vùng bên trái không hề để ý. Thật sự là do ma thần thủ hộ có kích thước quá lớn, quá hút mắt và do cả bọn còn đang tha thiết muốn chết dưới tay ma thần. Thù hận hiện không thuộc về họ, họ có đuổi theo sau ma thần thủ hộ đánh điên cuồng thế nào, nó cũng không bùa ngoảnh lại. Giờ cả bọn quả thực đang tấn công theo tập thể. Màn hình phản chiếu khuôn mặt cay đắng của từng thằng. Có người chợt lóe lên ý tưởng, định bụng đi mau vài bước, nhắm vị trí tốt tìm cơ hội. Ai ngờ mới liều được nửa ô, thân hình của Quân Mạc Tiếu đã chắn trước mặt, rồi đưa ra chỉ lệnh, đừng vượt qua vị trí của tôi. Một câu lệnh vô cùng đơn giản, thế mà làm không nổi, dù có là người mới cũng không chấp nhận được. Đấy chỉ có thể là ngu ngốc, càng có khả năng để người ta phát hiện mình có ý đồ gây rối. Cả đám đành ngoan ngoãn cam chịu không vượt qua Quân Mạc Tiếu ngoan ngoãn đuổi đánh phía sau. Ngừng, mãi đến khi quân mạc tiếu đột nhiên hô to, mọi người mới giật mình. Lại một mệnh lệnh không thể không làm được truyền đến, dù có đứa cố ý giả điếc đánh tiếp, nhưng quân mạc tiếu lại hô lần hai, thậm chí đánh cả chữ ra, thế là hết cách giả đò Mà đánh thêm mấy cái cũng chẳng gây rối được gì, lui về vị trí vừa rồi, quân mạc tiếu nói, mọi người đành lui về sau, có người giả đò quên mà cố ý làm sai, nhưng rất nhanh, họ phát hiện mình không ngụy trang được bởi đội ngũ không phải thuộc phe họ hết. Hàng bên trái đã có Hàn Yên Nhu, cô Pháp sư chiến đấu thuộc phe quân Mạc Tiếu đang đứng chính xác ở vị trí ban đầu rồi. Tiếp đấy, những kẻ vờ sai sẽ lập tức bị quân Mạc Tiếu bảo lấy vị trí Hàn Yên Nhu làm chuẩn. Hội nằm vùng lùi xuống mà lòng chẳng cam, bởi họ nhìn thấy không bao lâu khi họ lùi về, mà thần thủ hộ lại vứt ra một đại chiêu dung chuyển đất trời. Đó vốn là phạm vi có thể đánh chúng những em đang bám đuôi, kết quả họ lại tiếc núi bỏ lỡ. Hàng nằm vùng bên trái lùi xong lại vươn mắt nhìn đối diện. Ma thần thủ hộ đang phóng sang bên kia, đúng lúc hàng nằm vùng bên phải cũng rộn rạo như họ, thì chợt có người thoáng nhận ra chuyện gì, trong lòng giật thót. Đùng, ngay khi hội nằm vùng còn đang lý giải cảm giác thoáng qua kia của mình, một chùm lửa đạn đã nổ tung trên người ma thần thủ hộ, quân mạc tiếu không hề lui xuống như hàng nằm vùng bên phải mà tiếp tục tấn công, chùm lửa đạn tắt, ma thần thủ hộ chợt xoay người. Quả nhiên, vô số người thầm hô lên, thế là, nhóm nằm vùng bên phải cũng y hệt như họ. Đuổi theo sau ma thần thủ hộ đánh điên cuồng, phong sơ yên mộc trở thành đường ranh giới mà đám bên kia không thể vượt qua. Tất cả đơn giản như vậy, bạn có thể là người mới chơi vinh quang, hay có thể đã hơn cấp 30, chỉ cần là người, chuyện đơn giản như thế không lý nào lại làm không được. Trong lòng hội nằm vùng dần hoảng sợ, bọn họ phát hiện, trận chiến này, cả bọn hình như làm không công rồi. Thì ở tình hình bây giờ, bọn họ không thể chết được, trừ phi là quân mạc tiếu và phong sơ yên mục xảy ra sơ sót nào đó nhưng tất cả đã được chiêm ngưỡng kỹ thuật của hai người rồi cả hai lại luân phiên chứng tỏ sự khống chế cửu hận một cách chính xác quay vòng vòng ma thần thủ hộ hết sang trái rồi sang phải mà không mắc sai lầm chi nếu trận đấu cứ tiếp tục như vậy chắc ngay cả mục sư bắp cũng không cần dùng bị dọa rồi bấy giờ cả lũ mới thật sự khiếp sợ tuy bên ngoài vẫn y chang như trước nhưng tin nhắn riêng đã loạn sàng ngầu giờ bọn họ muốn chết cũng không được Trình độ khống chế cục diện có thể trâu bò đến vậy, hai đứa này rốt cuộc là ai? Cuối cùng, nỗi nghi vấn của những kẻ không biết thân phận cả hai lại tăng thêm một bậc. Chương 354, kiên quyết dứt khoát, nhưng chưa có chứng cứ xác thực đã quy chụp một người chơi bình thường trong game thành cao thủ chuyên nghiệp hàng đầu, đa số game thủ đều khó chấp nhận nổi. Nhất là game thủ chơi Vinh Quang lâu năm, càng không dám nghĩ đến điều này. Dân nằm vùng ai cũng có bề dày kinh nghiệp, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không liên tưởng được thân phận thực sự của hai người mọi người lúc này vẫn còn le lói hy vọng dù sao yêu cầu khống chế trận vô cùng hà khắc chỉ cần một lỗi nhỏ làm tuột mất thù hận cũng đủ dẫn tới hỗn loạn không điều khiển được thù hận dẫn đến diệt đoàn vốn là chuyện thường ở huyện nếu thật sự xảy ra tình cảnh ấy cả đám chỉ cần hè nhau giả ngơ là chuyện dễ như trở bàn tay chỉ những người biết rõ thân phận của hai đại thần này như lam hà mới dần dà thấy tuyệt vọng hai người là ai là cặp đôi hợp tác tốt nhất trong liên minh chuyên nghiệp vinh quang tổ hợp này mà mỗi tên npc còn con cũng không đối phó được đúng là làm nhục cái danh hiệu ấy rồi lam hà tuyệt vọng tin nhắn từ tổ nằm vùng vẫn nhấp nháy đổ tới bên kia mọi người vẫn còn cố gắng phân tích tình hình thân phận thật của quân mạc tiếu ở lam khê các cũng chỉ mấy thành viên cấp cao mới được biết vì sợ khi công khai tên tuổi vị đối thủ cạnh tranh này mọi người sẽ e rè lùi bước lam hà đau khổ thầm lặng mà không chia sẻ được với ai chỉ đành trơ mắt nhìn mọi người hóng chờ cơ hội cuối cùng Lam Hà quyết định cùng mọi người đợi kỳ tích xuất hiện. Đúng vậy, theo Lam Hà, chờ hai người kia phối hợp sai lầm chẳng khác gì chờ kỳ tích xảy ra cả. Công kích, lui về, công kích, lui về, quân mạc tiếu cơ bản chỉ dùng hai mệnh lệnh như vậy. Công kích có hắn và phong sơ yên một hướng dẫn, lui về có hẳn yên nhu và bánh bao xâm lấn dẫn dắt. Hai người không bước nhầm, tới tới lui lui, mọi người đánh giết quen tay, muốn mắc sai lầm cũng tự mình cảm thấy xí hổ. Kỳ tích, chuyện cực khó xảy ra mới gọi là kỳ tích. Điều Lam Hà chờ đợi chính là kỳ tích, còn với những kẻ vẫn ôm tâm trạng bình thường, trong lòng họ, thao tác hoàn mỹ đánh mãi không trượt tay mới gọi là kỳ tích. Kết quả, HP ma thần thủ hộ dụng dần đều, người chờ kỳ tích cứ chờ hoài nơi ấy, người sợ kỳ tích lại trợn mắt ra nhìn kỳ tích dần dần xuất hiện. Tổ năm vùng không được mặt trông mong hai người sai lầm nữa, cả đám quyết định xài một ít thủ đoạn chủ động tiến công, đánh bừa đánh đại hy vọng có thể kéo hư thù hận. Lúc đầu tất cả còn sợ quân mạc tiếu cảnh cáo, không giả ngu quấy rối được nữa, chẳng ngờ phá từ đầu đến đuôi mà vẫn không ai ngó ngàng. Vì vậy mọi người theo mặt nào đó, đã hoàn thành được mơ ước của bất kỳ tay DPS nào, không cần lo lắng thù hận, cứ đánh thả ga đi. Nhưng bất ngờ là tiết tấu của quân mạc tiếu và phong sơ yên Mộc không hề rối loạn, hai người vẫn tiếp tục đem ma thần thủ hộ kéo tới kéo lui. Tổ nằm vùng cuối cùng cũng phát hiện âm mưu làm loạn thù hận của mình bất thành, chỉ tổ giúp ma thần thủ hộ về trời sớm hơn. Đây cũng không phải quyết định của một người, khi phát hiện thù hận sừng sững không thể nào lay ngã, cả đám dứt khoát bỏ qua phương án này. Đánh nhanh thì đáng lòng, đánh chậm thì sợ bị nghi ngờ, cả tổ nằm vùng lọt vào tình cảnh khó xử, không biết làm thế nào cho phải. Cứ thế xoắn suýt một lúc, khi nhìn thấy trận chiến gần đến hồi kết thúc mà phối hợp của quân Mạc Tiếu và Phong Sơ Yên Mộc vẫn không chê vào đâu được. Đám nằm vùng của các công hội lớn lén lút PM báo tình hình lên trên. Lam Hà cũng chú ý tới âm báo điên cuồng của group QQ. Cuộc chiến này hết đẩy trái rồi đẩy phải, ngược lại có dư thời gian để nghĩa sang kia. Lướt sơ một lượt chưa thấy được gì, trong game lại có tin mới, bên group chat cũng nhanh chóng ra kết quả. Cấp trên chỉ thị, dù sau đám nằm vùng gia nhập cũng đông như kiến cỏ, hy sinh một hai người cũng chẳng mất mát gì, không thể để hưng hân được nước làm tới, phải để cho đám người chơi khu 10 biết được rằng tụi nó cũng có lúc thất thế. Còn chi tiết kế hoạch, quyết định sẽ chọn ra vài người không tiếc thân bại lộ thân phận để cố ý quấy rối phá hỏng cục diệt, mượn cơ hội làm diệt đoàn. Cuối cùng vì Lam Khê Các và Mưu Đồ Bá Đạo có những bốn tên nằm vùng, nên hai nhà này phải dẫn đầu hy sinh mỗi nhà một đứa. Lam Hà nhận được mệnh lệnh liền truyền lại cho ba người kia biết, quyết định nhường cơ hội cho ba người. Dù sao Lam Hà là hội trưởng, tất nhiên phải có chút phong độ, lý nào lại giật slot cùng anh em. Huống chi clone nằm vùng này cũng chỉ là tạm thời. Vinh Quang không thể ô oh nồ no một lần hai ức, cậu ta còn phải lo cho ức chính, đâu ra chuyện hội trưởng tự mình đi nằm vùng bao giờ. Cuối cùng Lam Khê các quyết định dùng quay số để quyết định kẻ hy sinh, bên mưu đổ bá đạo cũng dùng cách tương tự. Sau đó báo cáo cấp trên, ra lệch, lập tức tiến hành. Lúc này đã không còn nhiều thời gian, hai người được chọn hy sinh dưới ánh mắt hâm mộ của quần chúng nằm vùng bắt đầu gây hỗn loạn. Trong game dù không nguy hiểm như đời thật, nhưng trừ một số người có sở thích đặc biệt, ít ai lại thích làm mấy chuyện thế này. Nằm vùng chính là ép mình làm anh em với người khác, sau đó lại bán đứng anh em dù vì mục đích chính nghĩa hay thế nào tự chung lại đều là làm vậy hai người chơi được điểm danh vừa may đứng cùng hàng vì hai đội trái phải luân phiên bám đuôi tấn công hai người cùng đội càng dễ dàng quấy phá hơn bấy giờ đội bên này đang bám đuôi ma thần thủ hộ và chặt chém hai người nhận lệnh xong không hề trần trừ diệp tu không cho họ làm gì thì họ càng làm đấy đầu tiên là nhấc chân vượt qua giới tuyến mà diệp tu quy định dưới ánh mắt mong chờ của tất cả nằm vùng Trợt vang lên hai tiếng thông báo rất khẽ khàng của hệ thống. Sau đó tin thông báo cũng nối nhau xuất hiện trong kênh công hội. Người chơi điều vị thăng bị hội trưởng quân Mạc Tiếu Trục xuất khỏi công hội. Người chơi thanh nhuận bị hội trưởng quân Mạc Tiếu Trục xuất khỏi công hội. Đám nằm vùng đang vờ vịt đánh đấm chợt khựng lại, chút nữa là đóng băng tại chỗ. Thật sự là đủ quyết đoán, đủ kiên quyết dứt khoát. Điều vị thăng và thanh nhuận còn chưa kịp vượt qua vị trí của quân Mạc Tiếu một bước nhỏ, quân mạc tiếu không nói không rằng đã đá người ra khỏi công hội. Khiêu chiến ma thần thủ hộ phải là thành viên công hội, nếu bị đuổi ra khỏi công hội, hai người sẽ lập tức bị đá khỏi phó bản. Không tất phải chết, nhưng là hy sinh vô ích, tổ nằm vùng khó khăn chấn tỉnh bản thân, vội vàng báo cáo cấp trên. Âm báo kêu kêu chỗ Lam Hà vang lên liên hồi, xem ra bàn luận còn kịch liệt hơn lúc trước mấy lần. Không kịp nữa rồi, Lam Hà thầm nghĩ, ma thần thủ hộ không còn bao nhiêu máu nữa. Lam Hà nhìn thấy, sao người khác lại không thấy. Ma thần thủ hộ không bao lâu nữa sẽ ngã, nhưng không ai còn cách nào ngăn cản. Dừng hay không, PM nhấp nháy, có người công kích bắt đầu chậm lại, chậm tới mức làm người khác nghi ngờ. Không cần, lúc này Lam Hà lại trở nên quyết đoán, ngăn hai anh em nhà mình lại. Không có ý nghĩa, Lam Hà nói, trục xuất người quấy rối khỏi công hội có thể thanh lọc được một ít, điều này không ai không biết. Mọi người chỉ không ngờ quân Mạc Tiếu lại dứt khoát tuyệt tình đến vậy mọi người nghĩ gặp tình huống này quân mạc tiếu hẳn là phải nói này nói nọ hai người cứ tranh thủ quẩy hết mình là được ai ngờ hai người vừa ra tay đã bị đá thật sự không ai đoán được thế thì dù lại chọn người hy sinh tiếp theo cũng không tránh khỏi kết cục bị dứt khoát đạp ra khỏi hội mà hp hiện tại của ma thần thủ hộ cũng không cần nhiều người giúp nữa dù gì công hội hưng hân cũng có bốn em là người nhà thực thụ cả hết hp còn lại của ma thần thủ hộ không thành vấn đề cuối cùng việc lam hà từ bỏ hy vọng còn có một nguyên nhân sâu xa nữa cậu cảm thấy quân mạc kiếu có thể kiên quyết dứt khoát như vậy sợ rằng đã sớm nhìn ra tụi bên đây có vấn đề tự dưng công hội thêm một đống thành viên cấp cao mất ngưỡng e rằng khó làm người ta nghi ngờ mọi người cũng vì muốn xóa tan nghi ngờ ấy mới giả vờ ngây ngô làm diệt đoàn một công đôi việc nhưng không ngờ hai người phối hợp quá xuất sắc bố trí tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ làm đơn giản hóa vấn đề làm cả tổ nằm vùng muốn lỗi cũng lỗi không xong Nói về điều vị thăng và thanh nhuận đi, hai người này dù bị đá ra công hội đầu tiên, nhưng nếu để mặc họ làm loạn, có thể phá hư được tình hình bấy giờ ư. Điều này không ai nắm chắc, giờ thì hay rồi, cả đám không cần lo ngại nữa. HP ma thần thủ hộ đã chạm đáy, ma thần cười điên cuồng một trận xong quỳ phục trên đất. Khiêu chiến ma thần thủ hộ không phải để giết mà là để thuần phục nó, từ đó ma thần sẽ trở thành ma thần thủ hộ bảo vệ công hội hưng hân. Sau khi lên được cấp 10, ma thần vì lớn mạnh mà không nghe theo sự điều khiển của công hội nữa, lúc này lại phải đi khiêu chiến ma thần cấp 2. Trong tiếng cười điên dại của ma thần, kênh thế giới và kênh chat của công hội hưng hân cùng hiện lên một tin hệ thống, chúc mừng công hội hưng hân khiêu chiến ma thần thành công, nhận được lực thủ hộ thuộc tính của ma thần. Trong kênh công hội hân hoan khôn xiết, sau khi hiểu được tác dụng của lực thủ hộ này, các người chơi cũng nghiên cứu nên dùng điểm tự do khó có được này thế nào. Có người nhìn mấy điểm tự do còn dư, không nỡ dùng mà để dành lại. Có người hưng phấn bừng bừng, ấn dùng ngay lập tức. Đám người Lam Hà trong lòng vô cùng buồn bực, lại buộc phải tỏ vẻ hạnh phúc muốn chết. Hơn nữa là một trong những người tham gia khiêu chiến ma thần thủ hộ, đáng ra phải càng thêm vui vẻ. Tổ nằm vùng đi nằm vùng ở hưng hân mới một buổi đã phải vờ vịt làm trái lương tâm bản thân, may là trong game, nếu là ngoài đời hẳn đã bị bại lộ từ kiếp nào rồi. Hội trưởng, hồi nãy có hai người bị đá ra là sao? Tôi thấy hình như là trong đội mấy ông hả? đột nhiên có người hỏi một câu như vậy